Nào, kheo dẫn ổ điện con. Dạ bèo à, ok chế. Là Phan Anh nghịch vừa nó bị cho em đòn bây giờ này Phan Anh à. Em nghịch vừa thôi. Hello các tình yêu, hôm nay bé về rất là nhiều đầm xuông. Chị nào thích xuông thì vào đây. Nó có ẩn nhỉ? Mà em tranh thủ like một lúc thôi các bác. Các chị ơi vào chấm bài giúp em với. Chia sẻ bài giúp béo với cả nhà. Em lên một ít phong âu trước nha cả nhà nha. À đây chị nào vừa hỏi con béo đây. Chiều nay em lên một tăng, bây giờ em like một tăng nữa để em buộc đơn buổi chiều nhá. Chị nào có đơn buổi chiều bây giờ vào chốt thêm đây để em đi đơn này. Con cổ vét này em chào chị Thanh Tâm, em chào các tình yêu. Em con cổ vét này là 220.000, bác nào lấy chốt beo cho em nhá. Eo từ 75 đến 85 các chị mặc cho em nhá. Eo 75 85 cái ngực của nó là dưới 95 các chị mặc đẹp nhá. Chốt cho em mã beo các bác nhá. Chốt cho em mã beo. Đây là một con form Âu siêu đẹp luôn, 150.000 hoa hồng rất là đẹp nha các chị nhá. Hoa hồng 3D đẹp như thế này. Chị nào lấy thì chốt cho em béo mã này, mã hoa hồng ạ. Eo từ 65 đến 85 các chị mặc được con hoa hồng lụa đấy nha. Em bán cho các chị là 150.000 ạ. 150.000 bao cho các chị độ đẹp luôn này. Rất là đẹp như thế này. Nhức cái nách luôn, hoa hồng 3D như thế này các chị nha. Bình thường như con lụa này năm ngoái em kia em mà bán là bán 200 mấy luôn. 250 lận luôn, hôm nay năm nay bán kiếm tương tác cho các chị. Bán cho các chị giá 200.000 thôi, chốt cho béo mã này mã hoa hồng nhá. Mã hoa hồng các chị nha. Em đặt mấy ngày không chốt đơn chị Thanh Tâm. Thanh Tâm để nguyên xem nào. Inbox vào trong Messenger để mai béo tìm lại đơn xem là có khả năng tìm không ra tên của chế là xả đấy. Tìm không có ra tên là xả các chị ạ. À. Em bảo các chị inbox cho em mà chẳng chị nào chị inbox là em xả đơn các chị nhá. Nhà béo là cứ xả đơn trong ngày. Nếu mà hôm nay mà không có thấy đơn là xả rồi các chị nhá. Xả rồi đấy. Xả rồi nhá. Nên là các chị nào mà chốt là cứ cho em đầy đủ thông tin địa chỉ. Khách mới thì nhớ cọc cho em cái thẻ Viettel hoặc thẻ Vina gì cũng được cho em để em đi đơn nhá các chị nhá. Chia sẻ tí đã.
Rồi em lên tiếp cả nhà nha, em chia sẻ xong rồi. Không, cho địa chỉ vào trong Messenger nhé. Béo không có nhận địa chỉ trên live đâu. Cho Messenger. Dạ em cảm ơn chị Phong Lan. Các chị cho em béo xin địa chỉ vào trong Messenger nhé. Trên này là mai béo tìm không có ra. Cứ vào Messenger là mai em tìm được các chị nhá. Các chị không inbox địa chỉ vào trong Messenger, mai giờ tìm các chị luôn. Không thể nào mà gõ được ra tên các chị ấy. Đây là tốt nhất cho em xin cái địa chỉ trên cái Messenger của chị nhá. Gõ shop bán đầm si Nhật Hàn rẻ đẹp. Hoặc các chị không vào được shop bán đầm si Nhật Hàn rẻ đẹp thì các chị inbox vào cái trang Nhàn Phan Anh, là trang Facebook chính của em đang ghi bên dưới đấy. Là các chị cứ inbox vào đấy là mai em tìm nhá các chị nhá. Có đầm cỡ em 60-62 cân. Vin 60-62 cân là mặc đẹp mà. Đây này, những cái con siêu phẩm này này. Đây. Trời ơi, con hoa rêu nó đẹp thế này. Nó đẹp cỡ này luôn. 60-62 cân mà eo dưới 85 thì quất luôn vào ngay. Thì còn trần trừ gì nữa hả chế. Nó đẹp nhất cái nách luôn. Còn trần trừ gì nữa nào. Độc siêu phẩm, siêu giảm như thế này mà có giá 150 thôi. Đẹp thế này. Các chị mà vào shop khác những cái con như thế này không có giá 250 đâu. Đẹp đỉnh của chóp như thế này. Chốt cho em béo mã rêu nha. Cái mã này em vừa về xong. Mã rêu cho em. Không đẹp béo không lấy tiền. Nó đẹp dã man, nó đẹp xuất sắc luôn. Chất lụa mát các chị nha. Chốt cho béo mã rêu 150.000 thôi. Bán cho các chị cái giá gọi là giá tương tác thôi. Chốt cho béo mã rêu có tình yêu nha. Rêu nè. Con này cứ dưới eo 85 các chị chốt cho em. Nó dài và nó đẹp các chị nhá. Chốt mã rêu cho em. Chị nào lấy thì chốt cho em mã rêu. Bác nào lấy chốt cho em mã rêu. Sao lại không được nhỉ? Phải cho con vết sao? Không thấy comment của khách là thế nào nhỉ? Em lên một con gấu nhá. Con này là con gấu trúc. Chất vải của nó là chất vải kaki nhá chị nha. Con này là chất vải kaki này. Chất vải... Nó không hẳn là lụa, nó hoàn kaki. Nó mỏng hơn kaki luôn. Và tiếp con gấu như này, vai bồng dễ thương. Chốt cho béo mã gấu nhé. Gấu này. Gấu 150.000, à 160.000 chốt mã gấu cho em. Gấu 160.000 chốt mã gấu. Eo từ 65 đến 85 với chị mặc cho em chốt mã gấu nha. Sao lại không thấy ai comment nhỉ? Có khi nào lại ẩn không? Sao lại không thấy comment của ai nhỉ? Chốt cho em béo mã gấu các chị nha. Em vào phần business em xem đã nào. Nào tiếp tục các chị ơi. Em lên một con thổ cẩm rất là đẹp như thế này. Bác nào lấy thổ cẩm cho em nhé. 220.000 cổ vét nha. Chị nào lấy chốt mã thổ cẩm cho em. Thổ cẩm 220.000. Bao độ đẹp cho các chị này. Rồi ôi xuất sắc chưa. Xuất sắc chưa. Chốt cho em mã này. Mã thổ cẩm nha. Thổ cẩm eo từ 75 đến 85. Các chị mặc thổ cẩm cho em. Và cái con này, cái vòng ngực của nó lên 95 các chị nhé. 95-97 các chị mặc được. Chốt cho em mã này là mã thổ cẩm cho em. 220.000 chốt mã thổ cẩm cho em các bác nha. Chốt cho em béo mã thổ cẩm nha. Sao lại không thấy ai comment nhỉ? Thổ cẩm chốt chị Lan Lê này. Ok chị Lan Lê này.
Chị vào inbox luôn và ngay nhé. Em đang chấm chấm này, em xin chị thông tin địa chỉ này. Em vừa vào trang của chị, em chấm chấm đấy. Chốt chị Lan Lê con thổ cẩm 220.000, rất là đẹp chị nhá, rất là đẹp luôn. Chốt chị Lan Lê này. Ok chị Lan Lê, cho em xin thông tin địa chỉ nha. Đẹp lắm các chị. Đẹp mê telephê luôn. Em chốt chị Cúc Nguyễn. Ok em chốt chị Cúc Nguyễn. Chị cho em mã thổ cẩm nhé. Hàng Lê lấy thổ cẩm à. Ok chốt cho Hàng Lê cái này. Hàng Lê inbox luôn thông tin địa chỉ và Facebook cho béo nhá. À, có lên đầm si không? Em không có đầm si chị ơi, đợt này em đang không có đầm si. Đấy xem thôi chứ chưa phải chốt đúng không? Nó đẹp mà đây. Xuất sắc luôn. Chất của nó bao phê luôn nhá. Đã bảo vin thú và bằng cụ luôn, chất rất là đẹp quá chị ạ. Vin thú chưa là gì luôn. Rất là ok luôn. Chị nhìn cái lê của cái ly của nó đều tăm tắp như thế này các chị nhá, rất là đẹp như thế này. Đó, chốt cho em mã thổ cẩm các bác nha. Chất của nó chất lụa mát ấy, không lụa nóng đâu mà lụa mát. Mà các chị mặc trong cái mùa hè này rất là thấm hút mồ hôi nhá, riêng cái lụa này là nó rất là ok luôn. Chốt cho em mã thổ cẩm nhá. Dài đến mắt cá chân của béo, như béo mà mặc đến mắt cá chân của các chị cao hơn thì nó đưa lên một tí nhưng nói chung là rất dài. Chốt cho em mã thổ cẩm ạ. Thổ cẩm là giá 220.000. À, vòng eo từ 75 đến 85 nhé chị Dương Ngọc Lợi nhá. Vòng eo từ 75 đến 85 chị mặc được nhá. Đó, chị nào vòng eo 75 85 thì chốt cho em. Vòng ngực 95 97 là các chị chốt cho em. Em lên một con thổ cẩm màu hồng, con này vip 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 luôn đó chị ạ. Con này là cổ tròn các chị nhá. Con này 200k chốt mã hồng cho em. Mã hồng cho em chất bao phê bao mát cho các chị luôn. Hơi bị nhòe một tí nhỉ. Đây các chị nhá. Một con thổ cẩm màu hồng, chất bao mát, bao phê cho các chị luôn. Con này vòng ngực thoải mái và cái vòng eo của nó đến 85, 87. Các chị quay đầu cho em vừa hết nha. Chốt cho em mã thổ cẩm hồng. 200k chốt thổ cẩm hồng cho em. Bác nào lấy thì chốt cho em béo mã thổ cẩm hồng ạ. Thổ cẩm hồng rất là đẹp, chất mát. Chất mát mà rất thấm hút mồ hôi, màu sắc thì ok luôn. Chốt cho béo mã thổ cẩm hồng nha. Mở điện lên cho mẹ. Mở hết các loại điện lên cho mẹ. Mở hết điện lên cho mẹ nha anh. Bác nào lấy thổ cẩm hồng chốt thổ cẩm hồng cho em. Chốt thổ cẩm hồng cho em. Em tóm được con gì thì em lên con đấy nha. Đừng tắt điện của mẹ con. Bực cả mình đấy. Ăn đòn bây giờ này. Em lên tiếp nha các chị nha. À, có hoa nhí màu tối. Chị đẹp lê chốt thổ cẩm. Ok em chốt chị đẹp lê thổ cẩm hồng nhá. Chị ơi chị thôi chốt thổ cẩm đỏ hay thổ cẩm hồng, chị đẹp lê. Chị ơi cái này thổ cẩm đỏ và cái này là thổ cẩm hồng nhá. Cái này là thổ cẩm đỏ, cái này là thổ cẩm hồng, chị chốt màu nào cho em. Cái này chốt đỏ, cái này chốt hồng cho em nhá. Chị lấy thì chốt cho em rõ màu và không em không biết đường nào mà lần đâu. Cái này thổ cẩm đỏ là 220, thổ cẩm hồng là 200. Đấy chị lấy mã nào chốt cho em béo mã đấy nhá. Ô hay. Mở quạt trần lên cho mẹ khẩn trương, cái thằng này bị dở người à. Hả? Mẹ đang là live bước tới bước thế này mà đi. Mày thích tắt quạt trần không? Chốt cho mã đỏ hoặc mã hồng chị nhá. Đi vào trong buồng. Nhanh, khẩn trương. Mẹ đang là live đi tắt quạt của mẹ cái thằng này. Đi vào trong buồng. Này, tắc quạt của mẹ, đòn bây giờ ấy. Dạ đúng rồi, thổ cẩm hồng yêu chun chị ạ. Chị gì ơi, chị gì cho em biết là chị đẹp lê lấy thổ cẩm hồng hay thổ cẩm gì. Comment lại giúp em với chị đẹp lê. Có lẽ em không biết đường chốt đâu, em vẫn chưa chốt cho chị đâu. Chị không nói gì là bé không có chốt được vì bé không biết giờ chị chốt thổ cẩm nào. Cho em biết sao chị chốt cái màu gì thì báo em này.
Đây em lên một con này là một con xích đẹp nhất các chị nhé. Một con xích treo lửa võ. Con này của nó là chất của nó là vải. Nó giống như vải lụa. Nó giống như cả vải thô luôn. Chung quy lại là nó rất đẹp. Dạ ok, cô Tha lấy thổ cẩm đỏ à? Ok cô Tha này. Cô Tha lấy thổ cẩm đỏ này. Nào, cứ ra đây bật tận tắt tắt bật đánh một cái rồi. Phá mẹ. Khánh ơi mày ra mày xử lý cái thằng cú bỉm này. Cho chốt cho cô Tha thổ cẩm đỏ này. Chất bao đẹp luôn. Còn suông ạ. Dạ em còn suông chị ơi. Đây chị nào lấy con này chốt cho béo. Con này là xích nha. Chị nào lấy chốt thì em mạng xích để em lên suông cho chị nhá. Xích này. Con này là 160.000. Chất của nó là vải thô nhá các chị nhá. Vải thô. Vải thô nó rất là ok. Mát này. Chốt cho em mã này. Mã xích cho em. Xích nha. 160.000. Đây suông này. Để em lên suông trước cho chị này. Để em lên suông này. Suông trước này. Suông đẹp đỉnh của chóp nhá. Những cái dòng này người ta bán 350 nhưng em béo bán cho các chị 200 thôi. Em béo bán không được lời đâu. Suông đuôi, suông chân đuôi cá chị xem. Làm gì có con nào mà suông chân đuôi cá chị. Cái đấy nó là dòng ấy mà. Nó là dòng Vin. Vin có đuôi cá. Còn suông là không có đuôi cá chị nhá. Suông là nó suông từ trên xuống dưới. Làm gì có suông đuôi cá chị. Xích eo 85 vừa nhá chị Dương Ngọc Lợi nhá. Vừa. Xích là eo 85 chị vừa. Chị lấy thì chốt cho em nhá. Đây suông đây chị ơi, suông này nó chỉ có suông từ trên xuống dưới này chứ nó không có đây nhá, nó không có ấy nhá, nó không có đuôi cá đuôi ơ gì đâu. Người ta bán 350 con này em béo bán cho các chị có 200.000 thôi. Đó, bác nào lấy con này chốt em mã này mã xanh, họa tiết Hồ Hoàn Kiếm nhá. Hồ Hoàn Kiếm cho em. Chốt em mã xanh. Chốt em mã suông xanh, em lấy xích ok Dương Ngọc Lợi này. Ok, béo chốt cho Dương Ngọc Lợi này. Đây, của Dương Ngọc Lợi đây nha. Đi vào ngay vào luôn. Ăn đòn bây giờ, cứ ra đây phá mẹ. Ok. Không có hoa nhí, béo toàn hoa to thôi, không có hoa nhí. Đây, đẹp như thế này nhé, bà nào vừa hỏi suông đây để béo lên suông này. Những con suông này á, họ bán là 350, nhưng béo bán cái suông cao cấp này chỉ có giá 200.000 đồng thôi nhé. Chị nào lấy suông xanh, chốt suông xanh cho em, họa tiết là Hồ Gươm đấy ạ. Họa tiết Hồ Gươm, chốt suông xanh cho em. Đây, lên con rêu này, không ai nói suông gì nữa, béo lại từ từ béo mới lên suông. Ai thích suông thì phải nhiều người comment lên thì béo mới lên. Béo lên đang lên phong Âu. Đẹp lắm các bác ơi, xuất sắc trong 337 luôn nay em về á. Em về được 300 con này mà em bán gần hết rồi các chị. Còn có một ít thôi. Rồi ơi nó đẹp các chị nhìn thấy phê không. Các chị mua ở đâu được cái con lụa đẹp như thế này. Mà giá lại có giá là 150 nhá. Con này phong Âu không đuôi cá là 150 nhá. Đấy. Nó dài miên man mà nó đẹp mỹ mãn thế này. Chốt cho béo mã rêu nhá. Màu rêu cho em hoa này. Hoa chùm hoa ơ đẹp thế này. Có giá 150. Chốt em mã rêu nhá. Eo từ 65 đến 85 các chị mặc cho em mã rêu. Chốt cho em béo mã rêu các bác nha. Bác nào lấy chốt cho em mã rêu. Chị nào lấy chốt cho em mã rêu nè. Rêu cho anh Hiếu Hàng Thùng này. Ok anh Hiếu Hàng Thùng này. Rồi anh Hiếu Hàng Thùng mã rêu này. Bác nào lấy rêu cho em nữa nè. Đẹp xuất sắc. Đẹp xuất sắc. Xuông có size 1XL chị Nguyễn Tâm nhé. Chị 1XL là 2XL mặc được nha. Đây này cái này 1XL em. Rồi em chốt chị Hằng Nguyễn cái hoa rêu này. Ok chị Hằng Nguyễn này. Em chốt chị Hằng Nguyễn cái hoa rêu này. Chốt chị Hằng Nguyễn cái hoa rêu nhé. Tối nay con mình em vừa like vừa chốt nó hơi lâu các chị nha. Nó không có nhân viên nó hơi lâu. Không có ai đọc comment hộ nó lâu.
Rồi, em chốt chị Hằng Nguyễn cái hoa rêu này, bác nào lấy nữa không ạ? Bác nào lấy thì chốt cho em này. Chị Thanh Bình lấy hoa rêu này. Ok chị Thanh Bình, các chị vào nhắn tin giúp em này, nhắn cho em cái thông tin địa chỉ điện thoại vào trong mét này. Chốt chị Thanh Bình cái hoa rêu này. Chị Hằng Nguyễn và chị Thanh Bình này. Chị Thanh Bình ơi, em không có inbox được chị nên chị vào inbox được EVM thì em mới chốt nha. Em inbox với chị không có được. Thế em vào trang của chị không có được là sao nhỉ? Chị vui lòng vào inbox cho em xong cái thông tin, khi nào em nhìn thấy chị inbox trong thông tin trong điện Messenger được thì em mới chốt được cho chị nhá. Em vừa inbox chị nhưng em không vào được trang của chị. Chị inbox lại cho em đi, khi nào chị inbox xong rồi thì chị ra chốt nha, chứ không em không inbox được là em không chốt được cho các bác đâu. Nó đẹp nhất cái nách luôn, hàng của em các chị bao độ đẹp cho các chị luôn, bao giá luôn, bao tất cả mọi thứ cho các chị luôn. Đây một con hoa hồng 3D đây. Đẹp khỏi bàn luôn. Đẹp khỏi bàn luôn như thế này. Trời ơi, có cái hoa nào mà nó đẹp cỡ này mà lại có 160 nghìn không? 150 nghìn, chắc là chị nào lấy chốt cho béo, con này không đuôi cá là 150 nghìn nhá. Chốt cho em mã hoa hồng này. Eo từ 65 đến 85 các chị chốt cho em, dài miên man và đẹp mỹ mãn cho em này. Chốt cho béo mã này, mã hoa hồng nha. Hoa hồng eo từ 65 đến 85 các chị chốt cho em. Hoa hồng eo từ 65 đến 85 các chị chốt. Con này là chất của nó là vải thô nhá, vải thô nhá. Vải thô cho em. Đây. Chị nào có cái vòng eo 85 đổ lại chốt cho em. Con này em bán 150 cho các bác thôi, chốt em mã gấu nhá. Con này một con đầm gấu. Con này mặc rất đẹp luôn cho em này, trẻ trung này. Chốt em mã gấu nhá. Eo từ 65 đến 85 các chị chốt cho em mã gấu này. Mã gấu em bán 140, chốt mã gấu cho em 150 mã gấu cho em. Chị nào lấy chốt cho em mã gấu nha. Bác nào lấy chốt cho em bé mã gấu. Đây cũng còn một con vải thô nha, vải thô cho em. Để có hai cái mẫu vải thô này, rất là đẹp luôn. Lạ lạ độc độc đẹp đẹp luôn. Con này chốt em mã này, mã số 1 cho em nhá. Số 1 là họa tiết cái mặt người nhá. Họa tiết cái mặt người. Đây là cái môi này, đó, các chị nhìn không? Họa tiết cái mặt người, rất là nghệ thuật. Chốt cho em mã số 1 cho em nhá. Con này em bán cho các chị 150 nghìn mã số 1 ạ. Con gấu cũng mã số 1, à mã gấu cho em 150 các bác nha. Thì nào lấy thì chốt mã gấu 150. Hoa hồng cho anh Hiếu hàng thùng này. Anh Hiếu nói chốt chưa không biết nữa. Chị nghĩ chiều em chốt rồi. Ok, ô, cái này kiểu gì ý? Cái này rất không được cơ. Rồi anh Hiếu hàng thùng hoa hồng à. Sao lại chặt thế này? Rồi chốt cho anh Hiếu hoàng thùng với hoa hồng này. Nó đẹp dã man luôn nhá. Con này là con đuôi cá nha. Đuôi cá là 160.000. Chị nào mà gì nhỉ? Chị nào mà không inbox, em không inbox được là em không chốt đơn. Chị Thanh Bình vui lòng inbox cho em được trước thì em mới chốt đơn nhá. Còn em không có inbox được cho chị luôn ấy. Em vào trang chị không gì. Eo 90 không vừa chị nhá. Chị Giáp Lý eo 90 không vừa, chị lấy sang suông thì eo 90 vừa chị nhé. Suông thì mới có eo 90 thôi. Nào. Đây một con thổ cẩm rất là đẹp như thế này. Chị nào lấy con thổ cẩm màu xanh này, chốt thổ cẩm màu xanh cho em. Con này thổ cẩm của Vét nha, 220.000 chốt cho em mã này là mã thổ cẩm này. Mã thổ cẩm cho em các bác nha. Không đẹp em béo không lấy tiền. Đẹp mê luôn. Không đẹp em béo không lấy tiền con này, chốt thổ cẩm cho em béo nha. Eo từ 65, eo từ 75 đến 85 các chị mặc vừa cho em. Eo từ 75 đến 85 các chị mặc vừa cho em và cái ngực của nó 95 97 các chị mặc vừa cho em. Chốt cho em mã thổ cẩm các bác nha. Chốt cho em mã thổ cẩm có 220.000 thôi, đẹp rất cái lách luôn. Chốt cho em béo mã thổ cẩm các chị ơi. Mã thổ cẩm cho em này. Chị nào lấy chốt cho em béo mã thổ cẩm này. Mã thổ cẩm cho em nhé. Bác nào lấy chốt em mã thổ cẩm này. Em lên một con hoa mẫu đơn màu hồng như thế này các chị nhé. Màu hồng, một con hoa mẫu đơn rất là đẹp các chị ạ. Hoa mẫu đơn rất là đẹp. Chốt cho em mã mẫu đơn cũng được ạ. Mẫu đơn nhé. Cái này chị nào có cái vòng eo dưới 85 vừa hết cho em. Vòng ngực thoải mái. Vòng eo dưới 85 và vòng ngực thoải mái cho em. Một con đầm hoa mẫu đơn như thế này. Không đẹp, không lấy tiền nhé. Không biết hoa phủ dung. Cái này là hoa phủ dung đấy. Chốt cho em mã phù dung nha, mã phù dung cho em. Đó, con này là 150.000, chốt mã phù dung cho em. Không đẹp béo không lấy tiền. Chốt cho em béo mã phù dung nha.
Tập ly em đầy, thổ cẩm cho cô Tha này. Tập ly em thiếu gì? Từ nãy giờ có like tập ly đấy. Cô Tha này. Mấy cái này các chị mà lấy xỉ nhà khác phải có giá tầm 280-290 con này. Thì nó quá đẹp luôn mà giá lại quá mềm luôn. Nó quá đẹp luôn các chị ạ. Cháu chốt cho cô Tha con này nhé. Xuất sắc trong van bà Bảy luôn. Cháu còn con thổ cẩm màu hồng này cũng đẹp này. Con thổ cẩm màu hồng này xuất sắc. Thổ cẩm này có cả pha beo nữa này. Eo từ 65 đến 85. Ok, eo từ 75 đến 85 các chị mặc cho em. Eo từ 75 đến 85 các chị mặc giúp em này. Đó, em mặc cho em này, xinh lung linh này. Đây là một con thổ cẩm beo nhá. Màu của nó như thế này nhá, rất là đẹp, xuất sắc luôn. Chốt cho em bé mã số 1 ạ. Eo từ 75 đến 85, vòng ngực 95 97 quay đầu vừa hết cho em. Chốt cho em mã này, mã số 1, mã số 1 cho em nhá. Rất là đẹp, phê luôn. Phê luôn cho các chị này. Các chị nhìn cái ly của nó đã phê chưa? Đã đủ độ phê chưa? Mã số 1 cho em béo nhé. Ai lấy cái hoa hoa phủ dung chốt hoa phủ dung. Ai lấy mã số 1 chốt mã số 1 cho em nha. Thổ cẩm cổ tròn không? Thổ cẩm cổ tròn em có cái mã nào chị ơi? Đây thổ cẩm cổ tròn đấy chị ơi. Mã số 1 em chốt cho chị Lan Lê. Mỗi chị chốt cho em hai sản phẩm đi đơn các chị nhé. Em chốt chị Lan Lê cái thổ cẩm này. Hàng bao đẹp cho các chị luôn. Lỗi đâu em chịu đó các chị cứ yên tâm. Hàng lỗi báo béo một tiếng. Béo giải quyết cho các chị đến nơi đến chốn luôn. Cái hàng này thì nó ít lỗi. Nhưng mà tất nhiên là em vẫn cứ phải bao lỗi cho các chị. Vẫn báo thế. Không như cái hàng si thì nó lỗi nhiều. Rồi đây thổ cẩm này là thổ cẩm cổ tròn đấy. Chị nào lấy cổ tròn thì chốt cổ tròn cho em này. 200.000 mã cổ tròn nhá. Chất nặng tay mà nó thấm mồ hôi luôn. Chất mát các chị nhá. Mà cái con này nó dài lắm luôn. Chốt cho em mã này, mã hồng này. Mã hồng cho em nhá, thổ cẩm màu hồng. Chốt cho em mã hồng con này 200.000 nhá. Đã bảo rồi những cái dòng này các chị mua được ở đâu giá này. Không ai họ bán cho các chị giá này. Vì con này chất của nó siêu VIP luôn. Chất của nó đẹp hơn cả hàng viên thú luôn các chị nhá. Em nói luôn, viên thú nó còn mặc nó còn dạ hay là nó còn bị xước. Nhưng mà cái này không hề luôn các chị nhá. Không hề luôn. Không hề luôn, các chị mặc thoải mái cho em, không có xước xác gì mà chất của nó rất là nặng. Mà nó rũ, nó mát nha các chị nhá, nó thấm mồ hôi luôn. Cái chất của nó em bao cho các chị phê luôn. Chốt cho em mã hồng này, cổ tròn 200k mã hồng cho em. Hồng 200.000 chốt em mã hồng các bác nha. Bác nào lấy thì chốt cho em bé mã hồng. Chị nào lấy thì báo em mã hồng nè. Hồng nhá, chốt cho em mã hồng các chị nha. Số 1 nhé, cô Tha. Cô Tha lấy số 1 là cái gì cháu không nhớ nhỉ. À số 1 là cái kia. Còn cái này là mã hồng. Cháu chốt cho cô rồi. Huyền Si đi đơn rồi nhá. Có đầm chất co giãn không? Cái này chu neo co giãn đấy chế. Lên đầm 100 mấy. 100 mấy đi chị. Dạ ok chế. Ở cẩm đỏ chị ơi, chị đẹp lê. Rồi ok chị đẹp lê nhá. Rồi em chốt cho chị đẹp lê cái thổ cẩm đỏ này ạ. Rồi nó đẹp. Chị đẹp lê đây. Trời ơi nó phê. Chốt chị đẹp lê này. Các chị nhớ nhá, ngày mai khách mới cọc cạc chuyển khoản em mới đi đơn nhá. Em không ship code đâu. Chị nào mà không có cọc được thì vui lòng không chốt. Vì là em bị bom đấy. Hôm nay em lại bị bom 20 đơn về đấy. Em có nói dóc các chị đâu. Em suốt ngày phải đi bom cái đạn. Phải dọn bom dọn đạn cho các chị đây. Nên là các chị cứ bảo đi đi, tin tưởng các chị đi rồi mai các chị vẫn bom như thường. Đau hết cả lòng các chị. Đây con này rất đẹp các chị nhá. Một con hoa này. Chất lụa mềm, rất là mát luôn các chị nhá. Một con hoa siêu VIP đẹp luôn này. Con hoa này là hoa hồng này. Trời ơi hoa hồng các chị nhá. Chị nào lấy con này chốt cho em bé mã hoa hồng nhá. Con này đuôi cá dáng dài, chốt cho bé mã hoa hồng. Eo từ 65 đến 85 các chị mặc cho em. Và cái vòng ngực thoải mái. Chốt cho em bé mã hoa hồng. Con này hạ 160.000 các chị ơi. Con này 160.000. Vip vìm vịp cho em. 160.000. Không đẹp béo không lấy tiền. Chốt cho em bé mã hoa hồng 160 các bác nha. Hoa hồng 160 cho em. Chị nào lấy thì chốt hoa hồng 160 cho em nhé. Đẹp nhất cái nách. Đẹp nhất cái nách cho em. Chốt em mã hoa hồng 160 ạ. Hoa hồng 160 cho em.
hoa hồng 160 cho em nhé. Bác nào lấy thì chốt hoa hồng 160. Em lên một con này bữa trước em bán 170, 180. Hôm nay em cũng vẫn bán đồng giá 160 cho các bác. Mặc dù nó rất là đẹp. Con này chốt mã xanh 160 cho em. Eo từ 65, eo từ 65 đến 85. Chốt cho em mã xanh 160.000. Không có nhà nào có cái đầm đẹp như này mà là giá lại mềm như thế này đâu. Chốt cho em mã xanh 160 cho em nhé các bác nha. Mã xanh 160. Chị nào lấy chốt mã xanh 160 cho em. Em lên một con đuôi cá, màu này màu xanh lá cây này. Con này có đủ size cho các chị lựa chọn. Chị nào lấy màu xanh lá cây chốt xanh lá cho em bán 140.000 nhé. Cái này chị nào có cái vòng eo bao nhiêu thì báo cho em bấy nhiêu để em lấy size cho các chị nha. Đẹp chưa? Chốt mã xanh lá cho em 140.000, sale cho các chị mã này. Mã này là của nó 160, em sale 140, chốt mã này mã xanh cho em nhé. Chị nào lấy chốt mã xanh và comment vòng eo cho em cái này để em lấy đơn, lấy size cho các chị. Hoa hồng cho anh Hiếu hàng thùng này. Hoa hồng, chị ơi cho em xin cái vòng eo nhé. Từ từ. Hoa hồng phong âu Hồng Nguyễn. Cái này đang có phong đuôi cá ở đây. Em không biết còn phong âu, hình như hết phong âu rồi. Chị hoa hồng em dạ. Ok em chốt chị Hoa Nguyễn hoa hồng này. Các chị vào trong Messenger inbox cho em cái điện thoại địa chỉ. Các chị đừng inbox đây, mai em tìm với chị không được đâu. Em không tìm được là vui lòng, lại không chốt mất công lắm. Không chốt luôn. Mã hoa hồng 65kg. Chị Nguyễn Tâm với vòng eo 85 vừa chị nhá. Chị đẹp Lê ơi, thổ cẩm đỏ béo chốt cho chị rồi. Và chị nhắn tin cho em xin cái địa chỉ đi. Ngày mai chị nào không có địa chỉ mất công em lại xả. Cho em đầy đủ thông tin địa chỉ các bác nha. Anh Hiếu hàng thùng và chị Hoa Nguyễn. Hoa hồng này, ok các chế này. Hoa Nguyễn và anh Hiếu hàng thùng này là cái mã hoa hồng này. Đây ạ. Mã hoa hồng nó đẹp lắm các bác ơi. Đây. Nó chỉ còn đuôi cá thôi, cái mã hình như không đuôi cá nó hết rồi. Lúc chiều em like nó hết rồi. Rồi. Tốt cho hai tình yêu này. Thế mã xanh các bác nào lấy không? Em bán 140.000 các bác nào lấy không? Chị nào lấy thì comment cho em xin cái vòng eo nhé. Nó đẹp cỡ này luôn. Rồi ôi nó đẹp này. 140.000 chốt em mã xanh. Em bán con này 140.000 nhé. Chị nào lấy chốt xanh 140 cho em. Eo từ 65 đến 85 các chị mặc nha. À quên, sorry cả nhà. Cái này vòng eo chết. Nên là các chị nào vòng eo bao nhiêu thì báo cho em nhé. Vòng eo bao nhiêu thì báo cho em để em lấy size nha. Nó đẹp lắm luôn này. Chị nào lấy thì chốt hoa xanh cho em này. Xanh cho em nha. Chị nào lấy thì chốt xanh. Em lê vào cái đầm hồng, cái này đầm này hàng si này. Mới ơi là mới luôn nhé, con này hàng si. Con màu hồng. Một con màu hồng hàng si. Vòng eo 80, chị nào lấy con này chốt 50.000 cho em. Con này hàng si nhé, dáng dài nhé. Form của nó tùng rất là xòe, vòng eo 80 này. 50.000 mã hồng cho em ạ. Eo 80 các chị nhé, chốt mã hồng. Eo 80, 50.000. 50.000 cho em mã hồng, 50.000. Con này 70.000 chốt cho em mã số 1 này. 70.000 size vòng eo tà 76 đến 82 các chị mặc được con này. Chốt cho em mã 1, em bán con này 70.000 nha. Mã 1 70.000 nốt, chốt mã 1 cho em. Chị nào lấy chốt mã 1 70.000 cho em này. Xanh lá 100, chị Nụ Ngô eo 84. Chị Mai Nguyễn là cái này eo 84 em nghĩ không vừa đâu chị ạ. Eo 84 em nghĩ không vừa các chị nhé. Để em xem có 2X không thì các chị mới vừa. Rồi em cứ chốt cho các chị. Nếu mà mai có 2X em chốt cho chị nhá. Em chốt cho chị Nụ Ngô và chị chị Nụ Ngô này. Chị Nụ Ngô và chị Mai Nguyễn này. Rồi ok. Chị Nụ Ngô, chị Mai Nguyễn eo 84 này. Chị Mai Nguyễn eo 84 này.
nụ ngô và cung Nguyễn Tha là mã 1 là mã nào nhỉ? Rồi, em chốt cho hai chế cái này nhé. Em 84 mai béo đo. Mã 1 là mã nào nhỉ? Em vừa lên mã 1 là mã nào nhỉ? Chết rồi. Em không nhớ mã 1 là mã nào, các bác nhắc hộ em cái. Mã 1 là mã này hay mã này các chị ơi? Mã 1 là mã này đúng không? Rồi, em chốt mã 1 này, mã 1 này còn có cái thôi, chốt cho ai đây? Chốt cho chị Nụ Ngô mã 1 này. Cô Tha xong mất rồi. 70k này. Đi đâu mà giờ về, đã xỉa răng xỉa tăm rồi. Chiều nay rồi. Lai rồi, lai nữa cho từng này, mai không thông chốt đơn ấy, mai chốt nó dở dở răng răng ấy. Bố làm gì? Mà cô Bỉm nay không phải tắm đâu, cô giáo nay cô bảo cô tắm cho rồi, cô lại cắt tóc cô tắm cho rồi. Xanh eo 86. Dạ ok. Chị Mai Nguyễn sau rồi nhá, mã 70 em hết. Em chào chị Cảnh Lan. Chị Nguyễn Vích xanh eo 86 à? Eo 86 em nghĩ không vừa chị nhá. Eo 84 quay đầu may ra thì em tìm thấy thôi chứ còn chưa chắc đã vừa. Đây này, con này là xanh nãy là xanh lá, cái này là xanh than cho em này. Cái xanh lá này là vừa đây này, cái xanh than này cũng vừa nhá. Eo 84 là vừa thôi chứ còn eo 86 thì không vừa các chị nhá. Chị nào lấy con này mã số 2 cho em xanh than này. Đẹp lắm các bác ơi. Mã số 2 xanh than nhá. Bác nào lấy chốt mã số 2 em bán 140.000 mã số 2 xanh than cho em. Trời ơi nó đẹp. Mềm mại gì đâu ấy ạ. Chất von kim tuyến rất là xinh như này nhá các chị nhá. 140 mã số 2 cho em. Chị nào lấy chốt mã số 2 cho em nhá. Bác nào lấy thì chốt mã số 2. Con zoom này, chị nào lấy chốt zoom này. Chị nào size M thôi, con này size M em bán xả lốt cho các bác nhá. Size M bẹt vai như thế này, zoom bẹt vai nhá, ống rộng. Zoom em bán nốt cho các chị 70.000 mã zoom nhá. Chốt em mã zoom 70.000 nhá. Chị nào size M lấy cho em mã zoom 70. Bác nào lấy chốt zoom 70 cho em. Chị nào lấy chốt zoom 70. Okay. Bọc nhiều màu là cái nào cô? Các cháu không nhìn thấy đâu mà cô nhìn thấy nhỉ? Các bạn không thấy cơ. Chị Mai Nguyễn lấy mã số 2. Cái này là số 2 chị ơi, đúng không? Chị lấy cái zoom mà rồi, em chốt chị Mai Nguyễn cái zoom này. Chốt chị Mai Nguyễn cái zoom này. 70 này. Chốt chị Mai Nguyễn 70 này. Cái này là mã số 2 đúng không chị? Chắc cái này rồi. Rồi chốt mã số 2 chị Mai Nguyễn luôn này. Rồi nó đẹp. Rồi chốt số 2 chị Mai Nguyễn luôn này. Cái số 2 là màu xanh than nhé. Mày có làm gì không? Học xong chưa? Bố đâu rồi? Tắm đi kìa. Nó xong rồi kìa kìa. Mã số 2 cho chị Mai Nguyễn luôn này. Đẹp lắm chị ơi. Mà có 140.000 đéo bán xả cho nó hết này. Đó. Con này form Âu, chị nào lấy con này chốt mã lá nhá. Con này bữa trước em bán 170, hôm nay bán 150, chốt cho em mã lá này, 150. Mã lá 150 form Âu không đẹp không lấy tiền. Bác nào lấy chốt mã lá nhá, eo từ 65 đến 85, chất của nó lụa mát nhá các chị nhá, lụa mát. Rất là mát luôn, chốt mã lá cho em 150.000. Mã lá 150 cho em. Con đỏ này em còn con cuối cùng, bác nào lấy nốt cho em này. Đỏ 150.000 chốt mã đỏ cho em này. Chốt cho em mã đỏ 150 nhé. Em còn một con. Chị nào lấy chốt cho em mã đỏ 150. Trời ơi con đi, chị đi vòng quanh thị trường đi. Không nhà nào có cái đầm đẹp mà rẻ như nhà em luôn. Mã đỏ nhá, chất này là chất von gấm cho em nhé. Von gấm này. 150.000 chốt em mã đỏ nha. Còn một con hết hàng. Bác nào lấy thì chốt cho em mã đỏ 150.000 cho em. Đỏ 150.000, lá 150.000 nhé các chị nhé. Con này là con hổ, vòng eo 80, 82 các chị mặc cho em mã hổ này. Hổ em sale nốt cho các chị 120.000 chốt mã hổ cho em nhé. Hổ 120, vòng eo 80, 82 đổ lại cho các chị nhé. Vòng eo con này size L đấy nhưng mà eo nó hơi to. Vòng eo 82 đổ lại cho em chốt mã này mã hổ. Em bán con này 120 nốt. Chị nào quất nốt mã hổ cho em thì quất nha. Hết, cái hổ em hết rồi đấy. Chốt cho em mã hổ các bác nha. Hổ 120.
Mã 2 màu xanh lá, chị Nguyễn Bích. Dạ ok, em chốt chị Nguyễn Bích màu xanh lá. Chị lấy size gì đấy? Chốt xanh lá cho chị Nguyễn Bích này. Dạ em chốt chị Phương Anh cái mã đỏ này. Chị Nụ Ngô em tặng. À đây còn hai cái cho hai chị này. Chốt chị Phạm Phương Anh và chị Nụ Ngô này. Phạm Phương Anh và chị Nụ Ngô. Còn mỗi hai cái đây. Chốt cho các chị nốt cho hết. Ok các chị nha. Chị Nụ Ngô một cái này, chị Phạm Phương Anh một cái này. Hôm nay Béo lên muộn một tí là Béo đang soạn hàng. Với cả mai Béo mới chốt đơn được ngày mai, nên là hôm nay Béo like thêm một tí. Béo bỏ cái công mai chốt đơn. Chị Mai Nguyễn mã hổ này. Dạ ok, chị Mai Nguyễn 120.000 này. Chốt chị Mai Nguyễn 120 này. Ủa cái này của em đánh rơi mất cái chân váy đâu mất tiêu đây. Cái set nhung này, bác nào lấy set nhung này nhá. Set nhung. Con này vòng eo 74 size M cho em. Set nhung này em bán cho các chị nhá. Set nhung cách tân, xét nhung cách tân nhá. Đây này của nó có con công ở mặt trước này. Xét nhung cách tân này, chị nào lấy chốt em 80.000 nốt nha. Bác nào lấy chốt 80 cho em. Gồm một chân váy và một cái nhung đấy. Chốt cho em mã nhung 80 nốt nha. Xét này của em trăm mấy luôn, em bán 80.000. Bác nào lấy chốt mã này mã xét cho em. Bác nào lấy chốt mã xét cho em, em bán 80.000 nốt nhá. Size M các chị lấy ạ. Size M các chị lấy cho em. Chốt mã nhung 80.000 à. Nào lấy chốt mã nhung 80.000 cho em này. Chị yêu mà lấy thì chốt cho em bé mã nhung nha. Nhung em bán 80.000, size cho các chị có cái vòng eo 74. Hổ cho chị mang chị mang nữa sau. Bà cầy ác thầy mệt. Tôi đang phải tiêm mà, thôi tiêm thì nghỉ đi. Hổ béo hết rồi chị Dương Ngọc Lợi ạ. Màu hổ tối không? Không có. Chị Na Lê béo hết rồi. Cầy đây. Hàng về đầy nhà không cầy không được. Ngập hết cả nhà lên rồi. Đây con này là con ép phen này. Tháp ép phen nha. Cái này em gần hết rồi. Bác nào lấy thì lấy này. Tháp ép phen này 150.000. Chốt mã tháp cho em nhé. Em gần hết rồi. Các bác lấy chốt mã tháp cho em thôi. Ốm thì nghỉ đi bà Yến ạ. Béo phải cầy chứ béo không cầy không được. Hàng về ngập nhà rồi. Không cầy không có tiền trả nợ. Cứ hàng về ngày nào cũng về 500 cái đầm. Các chị biết không, 2 ngày lên 1.000 cái đầm, 3 ngày 1.200 cái đầm. Đến 1 tuần sau nó lên đến mấy nghìn cái đầm. Mà tiền công nó đắt mà không có tiền để cày. Phải cày để giả nợ đấy. Cày để giả nợ đây. Hàng ngày mỗi ngày nó về 400-500 cái đầm. Thì bác là phải cày chứ. Chốt cho béo mã này là mã tháp nha. Mã tháp em bán 150.000 ạ. Chị nào lấy chốt mã tháp 150.000 cho em. Tháp em gần hết rồi, cháy hàng mã tháp rồi. Chị nào lấy tháp 150. Nào, rắn này 150 chốt mã rắn cho em. Rắn 150 chốt mã rắn phải cày thôi Yến ơi, không cày là coi như hàng nó ngập nhà vỡ mồm. Nên là nó cứ đều đều nó như kiểu một cái dây chuyền ấy, mình không cứ nghỉ 2 ngày là hàng nó ụn lên là chết. Nên phải cày, cố mà cày. Nếu mà gần ốm thì phải uống thuốc cho nó khỏi ốm để mà cày. Đây một con mã rắn thì nào lấy chốt rắn cho em 150.000 nhé. Con này chất của nó von nhá, rất là đẹp như này. Rắn 150 cho em, thì nào lấy chốt mã rắn cho em nhé. Xỉ là 140 ạ. Chốt cho em ăn rán này. Rán cho em nhé. Bác nào lấy tháp chốt tháp, bác nào lấy rán chốt rán cho em. Eo từ 65 đến 85 các chị mặc vừa hết cho em ạ. Size ML, XL là bon chen thoải mái. Nào con zoom này chị nào lấy chốt cho em ăn zoom nhé. Còn một con hết hàng. Con này là zoom này của em 8-90. Còn một con nó xả 70 lốt là hết nhé các chị nha. Chốt cho em ăn zoom. Chất thun lạnh 70.000. Chất thun la rông ấy, nó dày hơn thun lạnh các chị nhé. Mà nó ok hơn thun lạnh luôn, có túi này. Chị nào size M, size L thì lấy cho em.
Con này size M, size L các chị mặc được nha. Chốt trên mã Zoom em bán 70 nghìn nha. Chất của nó thun la rông rất là dày mà mát các chị nhá. Co giãn thoải mái lắm luôn ý. Zoom 70, mã Zoom cho em. Bác nào lấy chốt mã Zoom cho em ạ. Chị nào lấy thì chốt cho em bé mã Zoom các bác nha. Dán em chốt chị Mai Nguyễn. Em cố cày thêm một lúc để mai em Zoom chỗ cô Nguyễn Tha. Mai em chốt cho 5 bõ này. Cô Nguyễn Tha Zoom này. Ok. Mai để bé võ cái công chốt đơn. Hôm nay bé like còn chưa được nhiều lắm nên là bé võ thôi cày. Cày từ 9 giờ để cày đến 12 giờ là bé nghỉ. Hỏi like từ chập tối thì họ được nhiều nhưng béo like ít thôi. Vì là béo cũng like cả buổi chiều rồi. Cũng phê rồi. Nên là thôi. Đâu rồi cái zoom này đâu đây. Cái chốt đâu cô Tha cái zoom này. Yến suốt ngày ốm thế. Trời ơi Covid cô veo mãi không khỏi đấy. Chán nhỉ. Ốm gì đâu mà ốm như ốm dở. Ốm ngén suốt ngày ốm chán. Chị Kim Châu Nguyễn hay sao rồi ạ? Em hết cái zoom rồi chị nhá. Em hết cái zoom rồi hàng nhà béo. Em thấy hoa nhí trên tay trái chị. Hoa nhí à? Tay trái à? À đây hoa nhí đây chế. Đây hoa nhí đây. Đây hoa nhí nha. Hoa nhí cổ tròn. Bao cho các chị này. Đẹp luôn này. Hoa nhí 200 nghìn nhá. Chốt hoa nhí cho bé. Trời ơi nó đẹp. Hoa nhí 200 nghìn. Eo từ 65 đến 85 các chị mặc cho em nhá. Chị nào lấy con hoa nhí này chốt cho em mã hoa nhí nha. Đó hoa nhí đây. Pin ly chun eo co giãn. Eo từ 65 đến 85 và cái ngực thoải mái. Chốt cho em mã hoa nhí. Chốt cho em mã hoa nhí này. 200k chốt em bé mã hoa nhí này. Đây là một con đây là một con hoa cúc. Hoa cúc màu xanh, cổ là cổ vét nhé. Bác nào lấy chốt hoa cúc cho em. Bác nào lấy chốt em mã hoa cúc nha. 220.000 mã hoa cúc cho em. Eo từ 65 đến 85 chốt cho bé mã hoa cúc nha. Quên eo từ 75 đến 85 ngực 95 đổ lại cho em chốt mã hoa cúc. 220.000 cổ vét, 200k cổ tròn. Đây còn con zoom này, chị nào cái size 2XL này. Nó để 2XL nhưng vòng eo 80 quay đầu thôi các bác nha. Zoom vàng chốt 70 cho em, còn một con hết hàng bán nốt 70. Chốt mã zoom vàng cho em nhé, zoom lửng nha. Zoom vàng 70 chốt zoom vàng cho em. Chị nào lấy thì chốt zoom vàng cho béo ạ. Chị nào lấy chốt zoom vàng cho em. Xem con tím ở dưới, ok chị Trang Huyền. Khi nào lại có hoa hồng về bé. Ôi từ nãy giờ em like quá trời. Từ nãy em like quá trời hoa hồng mà chị hoa hồng. Chị hoa hồng. Chị chốt tháp. Em chốt cho chị Na Lê tháp này. Em like quá trời hoa hồng từ chiều đến giờ. Chốt chị Na Lê tháp này. Ok chị Na Lê này. Chị Na Lê vào inbox cho em xin thông tin điện thoại địa chỉ nhé. Em biết là chị khách cũ rồi nhưng vào đi để mai em gõ tên chị nó ra. Chị mà nó chốt rồi mà ngày mai các chị không inbox ngày mai nó cũng gõ không ra luôn ấy. Khổ lắm cơ. Chứ xong rồi gõ không ra các chị lại bảo là sao không chốt đơn cho các chị. Em gõ tên các chị không thể nào mà ra tìm không có thấy. Đó hôm nào em lười em inbox phát là y rằng không inbox phát là không thể nào mà tìm được các chị luôn. Chứ không như là Facebook đâu. Facebook nó dễ tìm. Chị hoa hồng em có hoa hồng mà. Từ nãy giờ em like quá trời hoa hồng luôn. Đây. Có một cái con Trần Thị gì đây, Minh Nguyệt đây tìm không có ra. Hôm chị Trần Minh Nguyệt đây này, chị chốt con này mà em tìm không có ra chị luôn. Thế rồi em lại phải xả. À, con áo dài công này đẹp dã man luôn. Nói thật là em mà vừa con này cũng không có bán đâu vì chụp ảnh nó đẹp đấy chị ạ. Con áo dài công như thế này em nói thật là nếu mà em vừa không có bán con này đâu. Con này là áo dài thanh lý các chị nhá. Áo dài thanh lý chứ không phải áo dài mới nhưng mà độ mới hoàn hảo luôn cho các chị. Con này vòng eo 76 cho em, chốt cho em mã này mà áo dài đỏ 100.000 nha. Các chị phối cho em với một cái quần màu vàng hoặc một cái quần màu đỏ bên trong là ok nha. Đó, một con áo dài đẹp như thế này em bán cho các chị có 100.000 thôi. Đi chụp hình giống ảo cho em. Áo dài công 100.000 chốt mã áo dài cho em. Chị nào lấy thì chốt ngay vào luôn mã áo dài cho béo này. Nha, áo dài cho em. Hoa hồng đây chị Nụ Ngô. Hoa hồng đây. Đây nó là hoa hồng đây, đây là hoa gì đây các chị. À, cho cô này. Cho cô tháp, ok cô Tha một tháp này. Một áo dài này. Ok cô Tha này. Đây cho chốt cho cô Tha tháp áo dài này. Đẹp nhất cái nách này. Ô oh.
ok, cô tha 150, cái tháp là cái áo dài 100k. Cái này mặc phối cho cháu cái quần màu vàng hoặc màu đỏ nhá, mặc chụp hình cho cháu đẹp nhất cái nách luôn. Mặc chụp hình đi chơi sống ảo, mai mốt đi chơi rồi, hè này tha hồ tung tăng. Cầm đi chụp hình sống ảo cho cháu, đẹp cực kỳ. Rồi cô tha này. Đây hoa hồng đấy chị, hoa hồng đỏ ơi, đây nó là hoa gì? Nó chả là hoa hồng thì nó là hoa gì? Hoa hồng 3D nổi bật như thế này có giá là 160.000 đồng thôi, không bao giờ em bán rẻ như cái này luôn. Hoa của nó cực kỳ xuất sắc luôn, mà Béo bán cho các chị có giá như thế luôn. Còn chị nào thích suông tí em lên suông cho em, suông cũng đẹp lắm, suông lụa bao đẹp. Suông lụa các shop bán 350, em nhấn mạnh lại là các shop bán 350, em Béo bán có 200.000 đồng các chị nhá. Còn các chị nào lấy xỉ, nói chung là cứ từ 20 cái giờ lên em tính 180. Đó, đấy là cho nó rõ ràng mạch lạc luôn như thế. Trời ơi nó đẹp đây nhá, chị gì đây, lấy hoa hồng cho em Béo đi. Hoa hồng nó đẹp từng cm này, nó đẹp mà nó nổi bật từng mm cho các chị luôn, nó sống động như là TV Sony ngày xưa ấy. Trời ơi nó đẹp. Chất lụa vừa mềm vừa mát các chị nhá. Chốt cho em mã hoa hồng 160.000 cho em. Hoa hồng đuôi cá 160, eo từ 65 đến 85 các chị mặc đẹp cho em. Chốt cho em Béo mã hoa hồng 160.000 các bác nha. Hoa hồng 160.000. Zoom vàng cái chị Mai Nguyễn ạ. À, ok chị Mai Nguyễn này. Hoa hồng phong Âu đấy. Âu đấy còn gì? Hoa hai chiếc chị Yến Nhi. Ok Yến Nhi. Đấy là Âu đuôi cá đấy các chị. Nó là Âu đuôi cá đấy, nó đẹp mà. Rồi em chốt cho chị Cảnh Lan một chiếc này, Yến Nhi hai chiếc này. Cảnh Lan cho em xin thông tin điện thoại địa chỉ nhá. Bà ốm thì bà nghỉ đi, bà chốt làm cái gì bà Yến Nhi ơi. Ốm thì nghỉ cho khỏe. Sao phải chốt? Chiều tôi bán quá trời luôn bà Yến ạ. Cảnh Lan và Yến Nhi này. Ok các tình yêu này. Chiều nó Béo bán quá trời mấy cái mã này. Bán quá trời quá đất luôn ấy. Bán đến mỗi nỗi là coi như vừa về hàng còn một tí đã hết rồi. Đó. Rồi ok này. Thế cái hoa này không lấy à? Hoa này nó là hoa hồng đây. Con này là Âu nhá. Con này là Âu này. Con này là hoa. Hoa này gọi là hoa phù dung. Hoa phù dung nhá. Bác nào lấy hoa phù dung là 150.000. Chốt mã hoa phù dung cho em. À cô bị ẩn là cháu có đâu có thấy đâu. Hết rồi cô ạ. Để mai mốt cho đi lần zoom cho, để cho bán vợi hàng thì cháu đi cho lần zoom cho. Tôi bảo không thiếu hàng gì, chỉ có thiếu tiền thôi. Tâm muội kỳ mặt vừa không em. Chị Nguyễn Mai. Chị Nguyễn Mai comment gì em không có hiểu chị ạ. Chị comment cái gì tâm muội vừa mặt kỳ không em, cái gì vừa không em lại không có hiểu chị hỏi cái gì luôn. Cái này em tư vấn vòng eo cho các chị từ 65 đến 85 các chị mặc được cho em nhá. Cái ngực thoải mái. Đấy em tư vấn vòng eo từ 65 đến 85 là các chị mặc được. 85cm ấy. Đấy chị cảm thấy mình vừa thì chốt giúp em nhá. Chị hỏi gì em Béo không hiểu ạ. Đây. Trời ơi cái con này nó là hoa này, gọi là ta gọi là hoa. Hoa gì nhỉ? Hoa phù dung. Hoa phù dung các chị nhá. Đẹp quá các chị ơi, chốt mã hoa cho em. Eo từ 65 đến 85, con này em bán 150.000 vì nó là phom Âu không nhá, nó không có đuôi cá. Chốt em mã hoa. Hoa phù dung đẹp nhất cái nách. Hoa phù dung cho em Béo ạ. Chị nào lấy chốt hoa phù dung cho em. Hoa phù dung nhá. Rồi cái này mã xanh cho em nhá. Con này em bán 178, hôm nay em cũng bán 160 cho các bác nhá. Không có lời luôn, bán như cái này là lụa cao cấp của em không có lời luôn các bác ạ. Cái dòng này là toàn lụa cao cấp của em bán như này là không có lời đâu. Cái vin vớ va vớ vẩn, phong Âu vớ vẩn họ cũng bán cho các chị 200. Đây thì phong Âu đẹp nhất cái nách như thế này cũng có giá 160.000. Không có lời đâu, con này chốt mã xanh cho em nhé. Chị nào lấy thì chốt cho em mã xanh, lên cho em mã xanh nè. Mã xanh, em còn cái mã hoa hồng màu rêu, em bắt đầu không biết. Hoa hồng màu rêu vừa về đẹp dã man đâu rồi. Rêu nha. Hoa hồng màu đen này em còn mấy cái là hết này. Hoa hồng màu đen phải nói là quá đẹp luôn, xuất sắc luôn. Con này em bán hình như còn có chục cái hay là 6-7 cái là hết cái mã này. Em về cái mã này được 50 cái thì em bán còn tí hết. Em bán còn tí hết thôi các bác. Chiều nó người lấy 3 cái, người lấy 5 cái nhanh hết lắm. Trời ơi cái hoa hồng màu đen này. Vip vìm vịp cho em. Eo từ 65 đến 85, con này em bán cho các chị là 160.000. Chốt em mã hoa đen cho em nhé. Hoa đen nha.
Hoa của nó là hoa chùm này, các chị nhìn nó đẹp như thế này, nó đẹp cỡ này luôn. Đó, ở đâu có đâu, chả ở đâu có. Chốt em mã hoa đen. Chốt cho em bé mã hoa đen xanh, em chốt cho chị nụ ngô 160 này. Chốt chị Hương Thu này. Chị 80kg có đầm không? 80kg chị không vừa, chị Nguyễn Mai ạ. Em chết này không có cô Thao rồi, không có. Hoa hồng đen em chốt chị nụ ngô. Ok, chị nụ ngô lấy hoa hồng xanh đó này, à lấy xanh đó này. Một tí em chốt cái kia đỡ lẫn mã này. Rồi em chốt chị nụ ngô với hoa hồng màu đen này. Trời ơi nó đẹp. Nụ ngô này. Xuất sắc luôn các chị nhá, phải nói là quá đẹp luôn. Chốt cho em béo mã đen đi, đen em gần hết rồi, còn có vài cái thôi. Còn có vài cái thôi, nó hết rồi. Không còn nữa đâu, đen chốt cho chị Thuần Na. Đen em chốt chị Thuần Na này. Chị Thuần Na béo không có vào inbox được, chị vào vui lòng. Em chốt chị Phương Thu, chị Thuần Na em không inbox được, em không chốt nha. Chị vào inbox cho em được thì em hãng chốt, không thì thôi em không chốt đâu. Em vừa vào nhưng không có vào được ý. Chốt chị Nụ Ngô là 1 này. Chị Phương Thu là 2 này. À, Phù Dung em chưa chốt, để em chốt luôn này. Chị Phương Thu này. Phương Thu này. Chị Phương Thu và chị Nguyễn Tâm Hoa Phù Dung này. Ok, chị Nguyễn Tâm này. Các chị ơi, nếu mà em không có inbox được chị là em không có thể chốt được. Chị nào mà em inbox được em mới chốt nha. Rồi, em chốt chị Nguyễn Tâm này. Vừa một chị gì đấy, em vào inbox không được, em không vào trang của các chị được, em không inbox được thì làm sao em chốt được các chị. Thì chốt xong là cũng phải xả ra thôi, nên là chị nào inbox được em thì em mới chốt nha. Em vừa vào trang của chị không được. Đây chị Phương Thu và chị Nũ Ngô được cái này. Chị Nguyễn Tâm được cái này, nó đẹp dã man đó chị ơi. Đẹp quá, con này chụp hình sống ảo còn gì bằng nữa. Chốt em mã hồng các bác nha. Chốt em mã hồng. Rồi em lên tiếp này. Em lên tiếp cho các bác này. Con hoa màu sen, sen hồng này em xả cho các bác nha. Sen hồng em xả 150.000. Con này Vinly cho em. Em chào chị Hương Nguyễn Thu Hương ạ. Nguyễn Thương Thu ạ. Đây con này sen hồng này, Vinly này. Xem tím thì em đây chị Trang Huyền ơi, tím đâu? Tím mô. Tím góc mô. Đây tím đây đúng không chị? Đúng con này đúng không chị ơi? Có phải con này không chị? Đây tím đây. Tím này em bán cho các chị 200.000. Hôm nay em sale cái mã này còn 180.000 cho mã tím nhé. Cái mã này là bị hoàn về, em sale 180 này, chốt em mã tím này. Đó. Chất lụa mát lắm các chị nhé, chất lụa mát này. Con này chị nào lấy chốt mã tím 180 cho em. Eo từ 65 đến 85 đây, tím đây chị ơi, chốt mã tím cho em ạ. Chốt cho em bé mã tím. Sen hồng thì em sale 150, chị nào lấy chốt mã sen hồng cho em này. Sen hồng nhá, chuẩn bị đến mùa sen rồi, hè là đến mùa sen là các chị thắm cho mình một con áo đầm sen này, đi ra giữa đầm sen chụp hình nha em. Màu sen xanh, lá xanh, xong là có cái đầm hồng này nổi bật giữa hồ luôn này. Chốt xem mã hồng nhá. Sen hồng em bán 150 Vinly các chị nhá, sen hồng 150. Chốt sen hồng cho em. Chị nào lấy chất sen hồng chốt sen hồng cho em. Chị Nụ Ngô lấy hoa Phù Dung nữa à? Dạ ok, em chốt chị Nụ Ngô hoa Phù Dung nữa này. Rồi em chốt chị Nụ Ngô hoa Phù Dung này. Ok của chị hoa Phù Dung này. Đây ạ. Chốt chị Nụ Ngô hoa Phù Dung này. Đẹp lắm các chị ạ. Tội gì mà các chị cứ bán hàng si cho nó mệt mỏi. Hàng si rẻ hơn một tí. Em chốt chị Nụ Ngô màu tím nó rẻ hơn một tí rồi các chị bù lỗ vào cái hàng lỗi ấy. Em bị thế rồi đấy. Nụ Ngô này 180.000 này. Sen hồng em chốt chị Cảnh Lan. Chị Cảnh Lan đấy béo không có chốt được cho chị cơ.
Em không có chốt được cho chị, đâm ra là chị inbox cho em đi thì em mới chốt được. Để xem là có ai tháp này. Chốt chị Kim Châu Nguyễn này, chị Cảnh Lan này. À rồi, chị Cảnh Lan em vào inbox được rồi đây này. Chị Cảnh Lan chốt hồng, hoa hồng này, hoa sen hồng này. Cảnh Lan này. Rồi ok, chị Cảnh Lan em inbox được chị rồi đây này. Tháp em chốt cho chị Kim Châu Nguyễn này. Tháp em chốt cho chị Kim Châu Nguyễn này. Đâu rồi? Tháp đâu rồi? Tháp ok cho chị. Kim Châu Nguyễn mã tháp này. Ok chị Kim Châu Nguyễn này. Tím em chốt chị Hương Thu. Em cũng không biết em còn mã tím không, nhưng mà em cứ ghi vào đây, nếu mai em tìm thấy thì em chốt cho chị nhá. Em còn không biết em còn mã tím không. Em cứ ghi vào đây, mai còn em chốt cho chị. Ok chị Hương Thu, để mai em tìm. Ok các chị này. Tiếp nha các chị nha. Tiếp này, hoa hướng dương này. Hoa hướng dương chị nào lấy nhé, mã hoa hướng dương. Hôm nay em sale cho các chị 150 thôi nhá. Con này 160, hôm nay em sale 150 thôi. Em còn có độ mã hướng dương em cũng có 150 con hay là 170 con gì ấy. Em bán hết rồi còn độ 20 con em sale lốt cho các bác với giá 150. Chốt em mã hướng dương. Hướng dương nha, hướng dương bao đẹp cho các chị luôn. Eo từ 65 đến 85 các chị chốt cho em mã 150 hướng dương nhá. Hướng dương 150 cho em. Chị nào lấy chốt hướng dương 150. Bác nào lấy hướng dương chốt hướng dương 150 cho em. Cái lá này chốt cho em lá 180 cho em này. Lá em xem 180 chốt em mã lá này, lá nâu nhá. Lá nâu em xem 180 chốt mã lá nâu cho em, đẹp chưa? Đấy, Vinly nhá, chị nào lấy chốt lá nâu 180 cho em. Lá nâu 180, eo 65, 85 chốt cho em mã lá nâu nhé các chị nha. Bác nào lấy lá nâu cho em. Con suông này nó là suông von. Em sell cho các chị 70.000 mã này, mã suông này. Từ 90 sell 70 các chị bảo lãi không? Làm gì có đâu mà lãi. Từ 90 xuống 70 chốt em mã này, mã suông xanh em. Suông xanh 70. Chốt cho em bé mã suông xanh 70. Bác nào lấy chốt suông xanh 70 cho em. Chị Nhật Đỗ em inbox rồi. Ok chị Cảnh Lan, chị chiều chị chốt ba cái hướng dương đó em, xuông xanh chốt chị Hương Thu rồi. Ok em chốt luôn cho chị nhé, để khỏi phải đọc tin nhắn này. Chốt chị Hương Thu này, Hương Thu này 70 này. Để em chốt cho chị ba cái hướng dương luôn cho đỡ phải đọc tin nhắn rồi mai cứ thế chốt đơn cho chị luôn này. Dạ, em sẽ chốt cho chị Xuân Nguyễn Thị Kim ba cái hướng dương. Chị Xuân Nguyễn Thị Kim này. Dạ ok chị nhá, em chốt cho chị ba cái hướng dương luôn và ngay. Em gần hết hướng dương các bác tranh thủ đi. Nó đẹp lắm luôn và bán có 150 chết người. Đây nhá, em sẽ bán. Đây em chốt luôn cho chị đây. Em chốt luôn chị ba cái hướng dương luôn. Và gần hết hướng dương rồi, còn hướng dương đâu. Có cả phong ô nó không đưa cá nhé, bác nào lấy thì lấy nhé.
còn có mấy form Âu nữa, mấy form vôi cá đây. Của toàn form Âu à? Em còn form Âu đấy, chị nào lấy Âu chốt Âu cho em nhé. Em còn cả form Âu, chị nào lấy thì chốt Âu cho em. Em chốt cho chị Xuân, Nguyễn Thị Kim 3 chiếc luôn. Xanh em chốt chị Duyên Trương là cái gì nhỉ? Chị Duyên Trương chốt cái gì mà xanh nhỉ? Cá đầm đuôi cá không em? Em đang lên cả đuôi cá đấy các chị. Còn có mấy con hướng dương, các bác nào quất nốt cho em quất đi. 150.000 cái rẻ ơi là rẻ. Rồi em chốt chị Xuân Nguyễn Thị Kim 3 chiếc này. À, xuông xanh em chốt cho chị Mai Nguyễn à. Đừng nguyên Mai Nguyễn để em xem còn không đã. Xuông xanh, xuông xanh tạm thời em chưa nhìn thấy nó góc nào nên em chưa chốt chị ơi. Bây giờ em không biết là nó còn ở góc nào nữa. Xuông xanh nó còn mà em không biết là góc nào luôn ấy. Nào con này con Âu hoa vàng này, chị nào lấy con này chốt em 130 nốt này. Còn một con nhé, con Âu hoa vàng này chốt cho em 130 mã hoa vàng cho em. Hoa vàng 130. Eo từ 65 đến 85 các chị mặc cho em chốt mã hoa vàng em bán 130 nốt nha. 160 về 130 này. Đó. Chốt cho em mã này mã hoa vàng 130.000, chốt mã hoa vàng cho em. Hướng dương bác nào chốt nữa không em còn nha. Hướng dương em còn, bác nào lấy chốt hướng dương cho em. Đây con này đua cá đó, chị nào vừa hỏi đua cá đây. Con này đuôi cá nhá. Chị nào có cái vòng eo 80, 81 các chị lấy cho em. Đuôi cá này em bán cho các chị 150, đang bán 170, 180, bán về 150 nốt cho các chị. Đuôi cá hoa vàng, chốt đuôi cá hoa vàng cho em, mã hoa vàng cho em này. Chị nào lấy chốt hoa vàng cho em này. Hoa vàng cho em nhá. Hoa vàng cho em cái vòng eo 80, 81 các chị mặc cho em. Đây là cái con backloom chốt cho em này, em bán 70 bác, mã backloom cho em. 70.000 bác lùm nốt, bác nào lấy thì chốt nha. Chốt bác lùm nốt cho em này. Bác lùm nốt cho em này. Bác nào lấy thì chốt bác lùm. Con hoa trắng này em cũng còn có 2 con hết này. Hoa trắng là hết hàng rồi các chị này. Hoa trắng 220 chốt hoa trắng cho em nhé. Eo từ 73, 75 đến 85 ạ. Ngược 95 quay đầu cho em. Chốt hoa trắng nhé. Hoa trắng rất là đẹp như này. Chốt hoa trắng cho em. 220.000 mã hoa trắng các bác nha. Hoa vàng chốt chị Lê Quyến 130. Chị Bạch Tuyết sau rồi em có mỗi cái hoa vàng thôi chị nhé. Các chị à, các chị lấy cái này đúng không? Cái mã hoa vàng kia em bán cho chị. Chị Lê Quyến lấy con này là 150 nhé. Thì em cái hoa vàng này còn nhiều, các chị tha hồ chốt. Chị Lê Quyến này với chị gì đây? Chị Bạch Tuyết này. Về Quyến. Chị Bạch Tuyết em không vào bình luận được chị, em không vào được trang của chị. Chị ơi em không vào trang của chị, em không chốt được cho chị đâu. Hoa vàng em từ 65 đến 85. Em chốt cho chị Lê Quyến cái này nhé. Chị Bạch Tuyết thì em không có vào được trang của chị. Em vào trang được của chị Lê Quyến này. Em phải vào được trang của chị thì em mới xin được tin nhắn của các chị, chứ không là không xin được. Rồi chị Lê Quyến em vào được, của chị Bạch Tuyết thì em không vào được. Không thể vào được luôn ấy. Chị Bạch Tuyết ạ, không vào được nên em không chốt được cho chị này. À đây giờ mới được cái này. Đó, bấm mãi mới được này. Rồi em chốt cho chị Bạch Tuyết một cái hoa vàng này nhá. Hoa vàng form đuôi cá này. Bạch Tuyết này. 160 à 150 quên. Chị Lê Quyến cái hoa vàng 150 này, chị Bạch Tuyết cái hoa vàng 150 này. Đây nha. Chị Lê Quyến và chị Bạch Tuyết hai chị được cái này nha. Còn chị Bạch Tuyết lấy béc lum này, 70 này. Rồi ok, chị Bạch Tuyết 70 này. 70 là cái này. Các chị khách mới nhé, cao cạc chuyển khoản em đi đơn nhé. Đó. Con hoa trắng nó không bác nào lấy à, nó đẹp này không bác nào lấy à. Tiếp các bác nha, tiếp. Đây con hoa vàng 130, chị nào lấy chốt hoa vàng 130 cho em nhé. Eo từ 65 đến 85.
Em từ 65 đến 85 cho em. Chị Cảnh Lan lấy hoa hồng à? Rồi em chốt chị Cảnh Lan lấy sen hồng này. Chị Cảnh Lan. Đây của chị Cảnh Lan có sen hồng rồi mà. Chị Cảnh Lan có sen hồng rồi mà. Có đầm cổ vết dập ly màu đen không? Rồi ok, có màu đen đó chị. Để em xem nào. Nó có màu đen mà nó có những cái màu hoa hoa như này các chị được không các chị? À đây em có cổ tròn thổ cẩm đẹp này, chị nào lấy thổ cẩm cho em này. Cổ tròn thổ cẩm rất đẹp, chốt mã thổ cẩm cho em nhé, 200.000. Dòng này là hàng đắt tiền của em, hàng cao cấp của em bán cho các chị 200.000. Nha, cái dòng này chất sướng lắm. Sướng ơi là sướng luôn, chốt cho mã thổ cẩm 200. Thổ cẩm 200 cho em. Đây, cái đen đây chị nào vừa hỏi đây. Nên con này cổ tròn thôi. Hoa nhí đen 200k, chốt hoa nhí cho em. Chốt hoa nhí nhá. Hoa nhí 200.000, chốt hoa nhí cho em. Bác nào lấy thì chốt hoa nhí cho em. Hoa nhí nhá, bác nào lấy thì chốt hoa nhí cho em này. Cái này họa tiết hình hình mặt người, chốt cho em số 1 này. Mặt người số 1 150, chị nào lấy chốt mã số 1 cho em. Đây ạ. Rất là lạ và độc và lạ. Mặt người 150 chốt em mã số 1. Hình cái mặt người nhá. Mã số 1 cho em, còn 150 chốt mã số 1 cho em. Mã số 1 150. Hoa hồng 200k chốt em mã hoa hồng của bác nha. Hoa hồng 200.000, bác nào lấy chốt mã hoa hồng cho em. Eo từ 65 đến 85 các chị mặc hoa hồng cho em nhé. Hoa hồng 200k chốt mã hoa hồng cho em này. Chị nào lấy chốt hoa hồng cho em này. Đó, hoa hồng này. Hoa hồng cho em nhé. Bác nào lấy thì chốt hoa hồng. Con đỏ cổ vét này chị nào lấy chốt đỏ cho em. 220.000 mã đỏ. Eo từ 75 đến 85, cái ngực 95 quay đầu, chốt cho em mã đỏ các bác nha. Chốt cho em béo mã đỏ, bác nào lấy thì chốt mã đỏ cho em. Thổ cẩm cho Yến Nhi này. Ô sờ kê này. Hoa nhí em chốt chị Phượng Đoàn này. Ok Phượng Đoàn này. Yến Nhi. Rồi ok cho Yến Nhi này. Hoa hồng đỏ cho bà Yến Nhi. Nọ bà ăn hoa hồng đỏ bao nhiêu rồi bà vẫn thích à? Yến Nhi này. Chị Phường Đoàn là hoa nhí này. Hoa nhí này, hoa hồng cho bà Yến Nhi này. Cho chị Phượng Đoàn này. Sen hồng ok, chị chờ em tí. Phượng Đoàn này. Yến Nhi này. Ok này. Hàng cứ ngập nhà, đâm ra cứ phải bán hàng thôi, ngập nhà. Nghỉ 1-2 hôm là biết ngay. Đấy sen hồng nữa các chị ơi, sen hồng em xả cái mã này nha. Mã này bác nào lấy thì lấy có 150 thôi, sen hồng nha. Sen hồng 150.000, bác nào lấy chốt sen hồng cho em. Bác nào vừa hỏi đấy. Bác nào vừa hỏi sen hồng đấy, 150.000, bác nào lấy chốt sen hồng nha. Đây. Sen hồng 150. Chị nào lấy thì chốt sen hồng 150. Chị nào vừa hỏi sen hồng đấy. Bác nào lấy cái chốt mã đỏ cho em nhé. Cái mã đỏ này. 220.000 chốt mã đỏ cho em này. Eo từ 75 đến 85 các chị mặc ngực 95 quay đầu, chốt mã đỏ cho em này. Chốt mã đỏ cho em nhé. Chị nào lấy chốt sen hồng, chốt sen hồng cho em. Hoa hồng em chốt chị An An. Hoa hồng biết em còn nữa không? Ôi em còn hoa hồng không rồi, em cứ chốt chị An An rồi mai em tính. Chị bị ẩn á, bây giờ em mới thấy chị Thu Hường Đoàn này. Chắc là chị bị ẩn đấy, bây giờ em mới thấy. Cái này chị An An này. Bây giờ chị chốt, bây giờ em thấy rồi đấy. Chốt chị An An này. Em bị ẩn đấy, ẩn nhiều lắm các bác. Rồi
Chị bị ẩn à? Chị chốt cái gì mà bị ẩn? Em đâu có thấy chị đâu, không có thấy luôn. Rồi chị chốt đi, mai ra lại thấy. Tiếp tục các bác nha. Sen hồng mà không bác nào chốt à? Rồi em bỏ cái sen hồng lại qua một bên này. Vừa nãy em xả sen hồng đấy, bác nào lấy thì chốt. Nào thổ cẩm này, chốt thổ cẩm cho em 220.000 mã thổ cẩm. Cái này chất phê lòi ra các chị. Cái này chất phê lòi ra, chốt mã này là thổ cẩm này 220 này, chất mát này còn phê nữa cơ. Con này chốt em mã này, mã thổ cẩm 220 các bác nha. Màu đẹp, chất đẹp, dáng đẹp, vải đẹp, tiền thì vẫn rẻ như cũ. Chất thổ cẩm 220 cho em các bác nha, thổ cẩm 220. Thổ cẩm 220 cho em. Thổ cẩm 22 cho em. Con này chốt em mã xích. Xích em bán cho các chị là 160.000 mã xích. Xích 160, bác nào lấy chốt mã xích cho em. Này, và tiết xích nha. Chốt xích 160 cho em, eo từ 65 đến 85 các chị chốt mã xích cho em. Mã xích cho em nhé. Mã xích cho em. Con hoa đen này đẹp nhất cái nách luôn. Chị nào thích suông để em lên nhé. Chị nào thích lên suông để nói em lên nhé. Rồi các chị nhìn cái hoa chùm của nó này. Sống động nó từng milimét cho các chị luôn. Chốt cho em mã hoa các chị nhé. Con này 160 mã hoa cho em. 160.000 mã hoa cho em. Chất mát luôn. Mã hoa 160. Chốt mã hoa đen 160 cho em. Hoa đen này bán cháy hàng nhé. Em còn không còn rất là ít cái mã này luôn. Hoa đen 160 luôn cho em này. Bác nào lấy chốt hoa đen 160 này. Cái mã này em còn không đáng kể luôn. Nó cháy hàng luôn. Hoa đen 160 nhé. Đó, chốt hoa đen 160 cho em. Xuất sắc luôn. Hoa đen 160 cho em này. Beo này em còn có một cái. Chốt em mã beo này. Beo 220. Chốt mã beo cho em còn có một cái thôi. Chị nào lấy chốt mã beo 220 cho em nhé. Em từ 65 đến 85. Chốt mã beo 220 cho em này. Đó, bác nào lấy chốt beo. Chốt mã beo cho em. Đấy, giờ em nhìn thấy chị đây này. Hoa đen 2 chiếc, chị Yến Nhi. Em nhìn thấy chị thua huồng đoàn mà. Chị cứ hỏi gì thì em lại thấy. Mà chị chốt em không thấy là nào nhỉ. Ok, Yến Nhi, Nguyễn Yến này. Kỳ lạ thế nhỉ. Hai chiếc này. Em chốt cho chị Kim Châu Nguyễn một chiếc này. Em chốt cho chị Phạm Thu Thủy một chiếc này. Chị Phạm Thu Thủy vào inbox cho em xin thông tin điện thoại, địa chỉ nhé. Chị Thu Hương Đoàn không chốt được, chị chụp lại nhắn tin cho em. Xong là đến mai còn em để cho. Em chốt chị Phạm Thu Thủy. Chị chụp hình lại. Chụp hình lại giúp em nhá, để mai em còn thì em chốt cho. Tại vì là em không có thấy chị luôn. Chị thích cái mã nào chị cứ chụp lại, mai em còn thì em để cho. Suông còn nhiều cái đẹp lắm các bác. Bác nào thích lên suông để em lên nè. Bác nào lên suông, thích lên suông báo em để em lên nhá. Đó, đẹp như cái nách luôn. Nào, chị nào lấy chốt mã beo cho em nè. Chị Thu Hương Đoàn cứ chụp hình lại cho em để em biết lỗi chị lấy cái gì mà em chốt cho đuôi cá cho chị Nguyễn Vĩ, là chị Nguyễn Vĩ lấy mã gì. Hoa đen 160 em chốt chị Mai Thị Sinh. Ôi trời ơi, nhiều người chốt hoa đen thế, chưa chắc em đã còn. Em cứ chốt đây nhá, mai còn em ship cho các chị mà hết thôi, em nghĩ cái đấy hết rồi. Chị Mai Thị Sinh. Phần rồi. Em còn xuông. Chị Nguyễn Vĩ và chị Nguyễn Mai Thị Sinh một chiếc này. Chị Lê Quyến một chiếc này, em còn xuông đấy, để em lên xuông. Lê Quyến và gì? Mai Thị Sinh. Các chị nhớ inbox cho em thông tin địa chỉ điện thoại nhé. Chị Lê Quyến và chị Mai Thị Sinh này. Mai Thị Sinh. Béo có cái hoa hồng rêu đẹp lắm mà béo vứt góc nào không biết, là để béo like cho các chị. Cái hoa hồng rêu mà em vừa về mà em không biết em vứt đâu. Tài thế. Cái đấy phần bà rồi, bà bảo cái đỏ đỏ đấy gì, phần rồi.
Em có cái hoa hồng rêu, nó đẹp nhất nách luôn, mà không biết nó mất lúc nào. Đây, hoa hồng rêu đây. Cái hoa hồng đen em hết, em còn nghĩ em còn không còn nữa đâu. Cái hoa rêu này nó đẹp như hoa hồng đen luôn. Đây. Trời ơi, các chị ơi, nó đẹp này. Xuất sắc luôn. Hoa chùm các chị nhé, hoa chùm cho em. Chất lụa đẹp phê luôn. Chốt em mã rêu các chị nhé. Eo từ 65 đến 85 các chị chốt em mã rêu. Từ giờ đến 1 tháng nữa em về toàn màu sắc đẹp cho các chị ạ. Em lấy vải toàn màu đẹp cho các chị luôn. Mà những cái họa tiết là các chị đi nhà khác nó không có. Mà nó có thì nó cũng rất là đắt, không có rẻ các chị nhé. Đây rêu này. Đó, rêu đuôi cá chốt mã rêu 160 cho em. Eo từ 65 đến 85 chốt mã rêu cho em. Bác nào lấy thì chốt mã rêu. Nay béo like thêm một ít thôi chứ béo cũng mệt rồi. Chiều nay like một tăng rồi. Rêu này. Con đen nữa này. Đó, rêu này, đen này. Đó, đen này cũng đẹp nhá. Chốt đen cho em đều 160 hết. Rêu hoặc đen cho em này. Rêu chốt chị Kim Châu Nguyễn này. Rêu này rất là đẹp các bác ơi. Đây. Chốt chị Bạch Tuyết này, chị Kim Châu Nguyễn này. Chị Bạch Tuyết và chị Kim Châu Nguyễn này. Con mụ kia là con mụ nào? Trả lời Thị Sinh à? Thị Sinh đâu? Thị Sinh là bà nào? Mai Thị Sinh là khách của Yến hử? Khách của Yến này mò sang đây hử? Khách của Yến này mò sang đây à? Chết. Ôi giời, lấu ruột lắm. Ai bảo Yến lười like đi. Yến lười like để cho khách của Yến mò sang đây. Chính ra cái màu rêu nó đẹp cả hơn cả màu đen các bác ạ. Chết người. Sen hồng cho em chị ơi. Chị đẹp lê em cho chị đẹp lê cái sen hồng ở. Ok chị này. 150 này. Đây nhá, đẹp lê nhá, 150 nhá. Các chị về giặt ngâm con form phát là tự nó thẳng ra thôi. Em để trong đống nó nhan nhan. Nhưng mà nó cái von này là von tơ thái nên nó thế, nó rất là đẹp. À chuyên đi chốt dạo hả? Dạo cũng không sao, béo bắt cọc lên có dạo không sao cả. Dạo thì có nghĩa là mai mất tiền thôi. Chị đẹp lê này. Đẹp lê chốt sen hồng này. $150,000 cái sen hồng. Chốt dạo cũng không sao, chốt dạo là không cọc là béo cũng xả đơn à. Nên yên tâm cứ chốt dạo thoải mái. Mai không cọc là béo xả đơn mà. Là nhân viên nhà béo xả hết đơn. Hoa hồng 3D các bạn nào lấy thì lấy nhá. Hoa hồng 3D này. Trời ơi nó đẹp như cây nách. Chất lụa mát cho em. Sống động đến từng cm cho em. Bao cho các chị độ đẹp cũng như chất lượng vải và cũng như màu sắc và cũng như giá cả cho các chị luôn. Bao hết từ A đến Z cho các chị nhá. Chốt cho em béo mã này là mã hoa hồng này. Con này là 160.000 nhá. Đuôi cá nha. 160.000 đuôi cá. Dẫu ruột lắm. Đây. Chưa là chiều nó béo bán quá trời đơn rồi đấy. Nhưng mà béo bà thôi là tối like thêm một ít nữa để mai cho bỏ cái công chốt đơn một ngày. Ngày mai béo sẽ không like và béo chốt đơn ngày một ngày. Không biết tối mai có nếu mà xong sớm đơn tối mai béo like nhá. Đẹp quá các chị. Đó, hoa hồng 3D chốt hoa hồng cho em. Hoa hồng, hoa đen. Con thổ cẩm hồng này cũng đẹp này. 200.000 con thổ cẩm hồng này. Tự dưng có một con này nó hơi ngắn nó lẫn vào nhá. Con này nó hơi ngắn là tại vì là chắc là nó thừa vải đâm ra người ta cắt cho béo. Chị nào 1m5 đâu, xinh xinh. Con này chị nào 1m5 lấy cho em nhé. Hình hình như nó hài thôi nhé chị nha. Đấy, chị nào lấy con này chốt cho béo. Béo bán 150 thôi. Đó, nó thừa một ít vải nên béo. Nên là hỏi bà hỏi cắt cho béo là thành cái váy xinh xinh như thế này. Chị nào 1m5 lấy nhá. Đó, con này em bán 150 thôi. Nó ngắn ngắn. Đến nhà thợ may nhà béo tận dụng cho béo từng tí một. Được cái váy là cũng máy luôn. Mặc dù là nó ngắn nhưng mà nó đẹp. Đó, bác nào lấy thì lấy. Béo lại để béo mặc. Béo chỉ thích ngắn thế này, béo không thích dài. Đây các chị nha. Xinh 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 xinh. 150.000 1m5 mặc được nhé. Chốt cho em mã này mã hồng 150. Có cái ngắn xinh xinh thôi. Còn đâu toàn cái dài. Cái này là thừa có một cái vải. Béo là chị nào 1m5 thì lấy nhé.
Chị nào mét 45 hoặc mét 5 thì lấy cho em. Đó, nó ngắn ngắn thế đấy. Có một con ngắn ngắn thôi, để riêng ra đây, để hôm nào có một cái bà nào lùn lùn thì vào bái chốt. Không một bà lùn lùn là vào chốt cho em. Cái hoa nâu này em hết rồi các bác này. Hoa nâu này bán cháy hàng rồi đây. Này, mai nợ đơn rất nhiều này, nên là không có bán nữa đâu. Mai nợ đơn rất là nhiều, nó không có bán. Này là nợ nhiều lắm. Đây, chị nào lấy cái này chốt cho em còn một cái thôi, hết rồi nhá. Cái hoa nâu này em cháy hàng rồi đấy. Con này 160.000 chốt hoa nâu cho em hết sạch rồi, còn một cái duy nhất hết hàng. Chị nào lấy chốt em mã hoa nâu 160.000 cho em ạ. Hoa nâu 160 ạ. Eo từ 65 đến 85 các bác mặc nhá, còn hai cái hay sao? Eo từ 65 đến 85 các bác mặc cho em, cái con này nó quá đẹp luôn. Tây cực kỳ tây. Đẹp cực kỳ đẹp, xuất sắc luôn. Chất lụa mát nha. Chốt cho bé mã nâu còn hai con hết hàng. Còn hai em hết hàng luôn. Hoa hồng cho chị An An. Cái gì? Xẻo ấy hả? Hồng thổ cẩm á hả? Chị Kim Châu Nguyễn là lấy cái con hồng đấy hả? Hồng ngắn ngắn đấy hả? Đây hoa hồng em chốt cho chị. Em chốt chị An An này. Xẻo bướm luôn. Nào chị nào lấy cái hồng ngắn nào. Mã đỏ cho em chị ơi, chị đẹp lê. Mã đỏ cái nào chế? Chế ơi, cái đỏ là cái nào chế? Chế đẹp lê, mã đỏ là cái nào? Từ đấy giờ béo có lên mã đỏ đâu. Em chốt chị An An cái này nha. Đây cái hồng hồng này chị nào 150. Nó ngắn béo lấy 150. Đây nó ngắn. Nó ngắn nhá. Chị nào lấy cái màu nâu thì chốt nâu cho em nhá. Đuôi cá, cái màu này tây lắm các chị. Tây cực kỳ. Đây hồng, hồng ngắn của chị nào đây. Mã đỏ cho em chị ơi. Hồng thổ cẩm chốt chị Kim Châu Nguyễn 150 này. Cái này nó ngắn chị nhá. Em báo ngắn rồi đấy. Ngắn ngắn em mặc thoải mái này. Em thích cái ngắn ngắn này, em không thích dài đâu. Thật sự em bán thì em bán váy dài thật. Mà em mặc em chỉ thích đồ ngắn này. Có bao giờ các chị thấy em thướt tha đâu. Thướt tha chỉ được một tí chụp ảnh không về lại cởi ngay. Không mặc được. Hồng thổ cẩm chốt chị Kim Châu Nguyễn. Mã đỏ cho em chị ơi. Chị đẹp lê, mã đỏ là cái gì nhỉ? Đây em còn cái mã đỏ này. Đây mã đỏ em còn cái này. Chị nào lấy em còn đúng một cái này. 140 nốt nha. Chị nào lấy thì chốt cho em mã 140. Chị nào lấy thì chốt em 140. Còn một cái hết hàng các bác ơi. Còn duy nhất một cái hết hàng nha. Duy nhất em béo còn một cái hết hàng. Bác nào lấy chốt cho em mã đỏ 140. Mã đỏ 140 cho béo nhá. Duy nhất còn một chiếc hết hàng. Đó mã đỏ 140 cho em này. Con này mã lá cho em này. Mã lá này 160. Chốt mã lá cho em này. Sell rồi đấy. Cái này là sell rồi này. Mã lá 160, mã lá vòng eo 82, chốt mã lá 160. Mã lá 160 cho em nhé. Đó. Vòng eo 82 cho em cái đuôi cá này, rất là đẹp, dễ mặc lắm các chị. Mã lá 160 cho em. Mã đỏ 140 và mã lá 160 cho em nhé. Lúc nào lấy thì chốt cho em. Đỏ cho anh Hiếu hàng thùng. Anh Hiếu thế là cái mã này em lấy nhiều lắm đấy. Yến Nhi sao rồi? Em lấy nhiều lắm thì có sợ trùng không? Em hết nha, em hết mã đỏ rồi. Em hết rồi nhá, có sợ trùng không? Tại vì bé bán cho anh Hiếu ăn thùng cái này bé biết mà. Thôi nó đẹp là được, kệ để dành. Hết rồi đấy. Nó đẹp là được. Đẹp là được thôi, để dành. Cái nâu này còn 2-3 cái. Còn chị nào không lấy là em cũng hết mã nâu rồi nhá. Nó tây như thế này, nó tây cực tây, nó nâu như này. Nó mát mà nó không có mềm, không có nhăn nheo gì đâu. Chị nào lấy chốt mã nâu cho em nhé. Nâu. Mã nâu cho em này. Mã nâu cho em này. Cái hoa hồng này còn có mấy cái hết hàng. Bác nào lấy chốt hoa hồng cho em này. Hoa hồng nhé. Hoa hồng 150.000. Chốt mã hoa hồng cho em. 150.000 mã hoa hồng cho em. Hoa hồng 150.000. Chốt mã hoa hồng cho em nhé. Màu sắc. Màu sắc quá đẹp cho các chị luôn. Đó. Chốt hoa hồng 150.000 cho em.
Hoa hồng 150.000, con nào lấy chốt hoa hồng cho em này. Nào, chị nào có thích em lên xuông không? Xuông em bán một chầu nữa là hết các chị nhá. Vừa nãy em bán một phát được hơn 100 con xuông rồi, bán có tí được hơn 100 cái xuông. Một khách của em đã lấy cả gần 100 cái rồi vì nó đẹp xuất sắc. Các bác có thích xuông để em lên xuông. Cái đỏ này để mai béo giả nợ chứ béo cũng không bán nữa. Cái này là để giả nợ này. Không bán nữa. Đây chị nào lấy con này, em còn một con em bán nốt cho các chị 200.000 nhá. Chốt em mã đỏ, đỏ 200. Còn một con duy nhất hết hàng cái mẫu này, cắt mẫu luôn nha. Con này em bán 200 nốt, bác nào lấy chốt mã 200 nha em nha. Còn một con cắt mẫu hết hàng luôn. Chốt cho em mã này, mã đỏ đô 200 này. Đỏ đô 200 cho em này. Bác nào lên lấy chốt đỏ đô 200 này. Đỏ đô 200k cho em. Chị nào lấy chốt đỏ đô này. Vàng tằm 160, chốt vàng tằm cho em nhé. Bác nào lấy chốt vàng cho em 160. Con này chốt von tằm các bác nha. Von tằm 160, chốt mã vàng tằm cho em này. Đó, 160, chốt vàng tằm cho em này. Chị nào lấy chốt vàng tằm cho em này. Vàng tằm 160. Vàng tằm 160 cho em. Chị nào lấy thì chốt vàng tằm 160. Vàng tầm 160. Em xem đen. Em xem đen ở chân chị, hoa nhí bên tay trái. Đen ở chân chị là cái con đen nào? Đen nào? Hoa cúc sao ý xuông. Chị An An cho xuông à? Hoa cúc sao ý là cái gì? Đâu? Hoa cúc đâu? Đây hả? Đây. Hoa cúc đây. Từ từ em lên xuông nhá. Em chờ em tí em lên xuông đem lên cái hoa cúc cho bà này. Con này là con đầm Vinci nhé. Đây thảo nào cái đầm Vinci này hôm trưa này các bà nào cứ đòi béo tìm cho. Đây thì nó đây. Một con hàng hiệu nhé. Con hàng hiệu. Con này em bán 130.000 con Vinci nhé. Con này độ mới 99%. Chất thì không nói rồi. Vì nó là hàng hiệu chất không nói. Độ mới 99% thiếu cái tem thôi. Và bên dưới nó dập ly các chị nhé. Bên dưới nó dập ly như thế này. Đó dập ly nhé. Em bán con này 130.000 mã hoa cúc. Nha, con này hàng si lẫn vào đây. Chiều nay bà nào cứ bắt em tìm cái hoa cúc để tìm mãi không ra thì ra giờ nó ở đây. Đó, 130.000 mã hoa cúc nhá, con này đầm si nhá, Vinly. Hàng hiệu, hàng si mới 99%. Chốt cho em béo mã hoa cúc. Đó, hoa cúc này. Hoa cúc em chốt cho từ từ, chị ấy chị hỏi bạn gì nhỉ? Bạn là ừ, hàng thùng có hỏi có lấy không? Bà anh Hiếu hàng thùng có lấy không? Béo không có dám chốt cho người khác. Bà hàng thùng lặn đâu mất tâm rồi. Bà anh Hiếu hàng thùng bà hỏi bà ấy lặn đâu mất tâm rồi. Tại vì em thấy bà ấy hỏi nên không dám bán, thử bà ấy mắng em. Em lấy đấy, biết ngay mà. Thế nên em không dám chốt cho ai. Bà ấy hình như bà hỏi từ chiều ấy. Mà em tìm không có ra. Rồi anh Hiếu này. Rồi anh Hiếu hàng thùng này. Trời ơi. Chiều nó đã săn be cái con này từ chiều rồi. Giờ mới thấy. Rồi ok nha. Bác nào lấy cái gì này. Trời để em xem này. Em chốt trên đó rồi, nhớ rồi, biết rồi. Trang Nguyên sao ạ? Cái đấy bạn ấy hỏi từ em từ trước rồi nên là em không để được. Nào bây giờ em lên xuông nha các bác nha. Chị Cúc Ngô. Sao chị Cúc Ngô lại vứt ra đây nhỉ? Chị Cúc Ngô sợi vứt ra đây. Này của chị Cúc Ngô mà. Em lên xuông cho các bác một tí nhá. Hàng xuông này nó hiếm hoi các chị ơi, chốt đi. Em chỉ về được mấy trăm con thôi. Chị em lên nhanh lắm, vài 2-3 hôm là em hết sạch. Đây bắt đầu em lên xuông cho các bác này. À em lên cái mã cô gái này, em xả cho các bác này. Cô gái 160, bác nào lấy chốt cô gái cho em. Chất này là Tata. Vòng E 76, 77, 78 cho em. Chị nào lấy con này chốt cho em mã này cô gái nhá. Em bán 160 nốt. Cái này là toàn Tết em bán 200.000. Nên bây giờ em xả lỗ các chị nhá. Còn 1-2 con nó lẫn lại. Vòng E 76, 77 các chị lấy chốt mã cô gái cho em nhá. Con này là chất Tata nha. Bán cho các chị 160.000 chốt mã cô gái cho em. Mã cô gái cho em này. Xuông họ bán 350, xuông lụa cao cấp. Em bán cho các chị
200k, các chị xỉ là 180.000 nhá. Em báo giá xỉ luôn trên live cho các bác chốt cho dễ. Chốt em mã số 1. Size L dưới 60 kg. Size XL dưới 70 kg cho em, chốt mã số 1 cho em. Ngực 100 quay đầu, chốt mã 1 cho em. Mã 1 cho em này. Con này chốt em mã này màu hình kem cho em nhé. Chốt em mã hình kem. Đồng giá là 200.000 nhé. Chị nào lấy chốt hình kem cho em. Bác nào lấy chốt hình kem cho em này. Đó. Đẹp ơi là đẹp. Chốt cho em mã hình kem nhé. Chốt cho em mã hình kem. Em cứ lên bác nào lấy mã nào thì lấy mã đấy nhé. Em like một tí là hết mã xuông mà. Để em lại sang mã khác cho các chị. Cái này là mã hoa xanh nhé. Đồng giá 200.000. Hàng lụa cao cấp họ bán 350, em bán 200. Chị nào lấy chốt lụa xanh cho em. Chị nào lấy con này chốt mã lụa xanh cho em nhé. Đó. Size thì chị nào lên size nào thì báo em size đó luôn. Chị nào thích size nào báo em size đó nhé. Chốt cho em mã lụa xanh cho em này. Con này chốt lên mã đỏ các bác nhá. Hoa đẹp chưa? Trời ơi nhức cái nách. Choáng hết cả mắt luôn. Chốt cho em mã đỏ các chị nhé. Nhìn lóe hết cả mắt cái màu đỏ này luôn. Rực rỡ luôn. Bác nào thấy phong cách rực rỡ lấy con này cho em. Đẹp dã man. Chốt cho em mã hoa đỏ các bác nha. Chị nào lấy thì chốt hoa đỏ cho em. Đó, xuông nó đẹp như thế đó. Mà em bán rẻ được 150 bạc. Các chị mua nhà khác thì cứ vàng tằm cho chị An An. Các chị mua nhà khác thì cứ giá kia mà dịch đi. Em một thổ cẩm đỏ và sen hồng. Mã đỏ nữa nhé. Để chị đẹp lê béo hết mã đỏ rồi. Mã đỏ vừa giờ là béo hết rồi. Chốt chị An An này. Cái mã đỏ mà vừa nãy có 140 là béo hết rồi, không còn đâu. Chị nào mà lấy nữa em cũng hết rồi. Chốt chị An An cái mã này. Mai béo chốt đơn rồi béo báo chị đẹp nhá, chị đẹp lê nhá. Mai béo chốt đơn. Chiều mai béo chốt, sáng mai béo soạn đơn là chiều mai béo chốt cho các chị rồi béo báo từng người một nha. Đó. Đỏ cho Yến Nhi, đồng bóng quá. Xong qua bảo lấy mẫu hai cái giờ lại thôi à, lại lấy thêm hả? Ok Yến Nhi này. Lấy đủ màu cho nó dễ bán. Ok Yến Nhi Mân Yến này. Đỏ này. Xanh này, chị nào lấy chốt cho em mã xanh này. Cái lụa này đắt lắm các chị, không phải lụa rẻ đâu. Lụa này rất là đắt. Mai Thành Bộ họ xỉ là tận 550, 570 một bộ. Máy Thành Bộ này. Cái lụa này này. Thêm cái váy như thế này rồi, cái váy ngắn hơn cái này một tí. Và thêm cái quần nữa, họ bán 500-700 một bộ luôn. 750 một bộ luôn. Vải này cũng nhập từ Trung Quốc giống như em luôn ấy. Mà họ bán đắt lắm. Chốt cho em mã xanh nhá. Xanh họa tiết con chim nhá. Nó đẹp các chị ơi. Các chị nhìn cái cổ của nó này. Nó êm, nó đều như thế này nhá. Nó rất là êm và đều như thế này nhá. Nhiều nhà nó may cái cổ sạch, méo này. Xong nó cắt cái cổ thuyền tận rộng tận đây. Mặc thì độc thò con ra thôi, không có đẹp. Chốt cho em mã này mã xanh. Xanh nhá, xanh loang xuống màu đỏ dưới này. Này là họa tiết chim hoa. Đó. Các chị nhìn thấy con chim không? Đang bắt sâu cho hoa đấy. Chốt em mã này mã. Mã xanh cho em. Mã xanh các bác nha. Mã xanh. Bác nào lấy thì chốt mã xanh cho em. Tôi đã gom tiền trả mụ. Nợ như chúa chồm. Ốm thì nghỉ chứ ai bắt bà là like đâu mà bà cứ phải tham làm gì. Bà ho bà ốm thì bà nghỉ đi cho lành. Cứ like lắm vào xong rồi cái bệnh ho nó lại tái phát. Nghỉ đi cho lành. Khi nào khỏe hẳn thì like. Khi nào khỏe hẳn thì like. Chứ làm gì mà cứ phải kiếm tiền ngay. Bà bây giờ bà ở không cả đời. Bà vẫn ấm no cơ mà. Làm sao bà phải cơm áo gạo tiền. Như tôi là phải cơm áo gạo tiền. Như bà cứ nằm im một chỗ bà cũng đầy cái ăn. Đó. Ui dồi con hoa nâu rồi nó đẹp quá các chị ơi. Con hoa nâu này cái họa tiết là giống con hoa đỏ nhá. Chị nào thích màu nâu tây chốt mã nâu cho em. Nó giống con hoa đỏ vừa giờ nhưng nó là họa tiết nâu tây như này. Sang chảnh đẹp nha. Chốt cho em béo mã nâu nha. Không đẹp béo không lấy tiền. Chốt mã nâu cho em này.
chốt mã nâu cho béo này. Chị nào lấy con này chốt mã hình nhé, cái xuông hình này nó rất giống hàng thổ, chốt em mã xuông hình cho em này. Xuông hình cho em nhé. Đây. Nét như Sony luôn mà cái cổ của nó nằm êm một chỗ như thế này. Nó không méo xẹo, nó không có bị rúm, không bị méo, không bị gì hết nhé. Chốt cho mã này là mã hình cho em nha. Chị nào lấy chốt mã hình cho em. Đó, tình yêu nào lấy thì chốt mã hình cho em. Đó, giờ chốt cho mã hình nha. Bác nào lấy thì chốt hình cho em. Chị nào lấy chốt hình cho em này. Chốt cho em mã lá có nha. Mã lá này. Đó, họ tiếp cái lá dây. Chốt mã lá dây cho em vòng. Còn nói chung là cái chị nào size nào báo em size đó là được nhé. Cái chị báo em vòng vòng ngực cho em là được, là em biết cái chị mặc size gì rồi. Báo cho em xin cái vòng ngực. Đây, nó đẹp. Nó đẹp nhá. Họa tiếp cái lá cho em. Đấy, cái này là cái cây gì ấy? Cây leo, cây dây leo. Chị biết nào là mã lá cho em đi nhá các chị nhá. Nó đẹp lắm các chị nha. Nó đẹp cho em, rất là đẹp cho em. Chốt mã lá cho em. Họa tiết cổ cổ. Nhìn nó rất là cổ xưa. Chốt cho em mã lá này. Em có đầm von chị Dương Phạm ạ. Nâu chốt chị Bạch Tuyết ạ. Ok chị Bạch Tuyết này. Nâu chị Yến Nhi này. Lá cho Yến Nhi này. Lá cho Yến Nhi này. Bà nào lấy lá thì chốt lá cho em. Yến Nhi này. Mặt nó cứ ngứa ngứa. Mà có dùng cái mỹ phẩm nào đâu. Chả đụng tí mỹ phẩm nào mà nó cứ ngứa ngứa ngứa. Thế thì buồn cười. Rồi chốt cho Yến Nhi, Nguyễn Yến này. Ai lấy nữa không báo em nè. Để em qua mẫu này. Dạ ok, chế đẹp lê nha. Được 110 có cái nào không? Chị Kim Long. Lám chốt chị Tam Nguyễn Thị Minh. Tam Nguyễn Thị Minh. Chờ em tí chị Kim Long. Ngực 110 hơi khó. Tam Nguyễn Thị Minh mã lá này. Để xem này. Em xem cái con này. Chị Tam Nguyễn Thị Minh lấy cái size 2XL này đi. Ngực 110 vừa này. Chị ơi, chị Tam Nguyễn Thị Minh có thể mặc cái lá này. Size 2XL là chị vừa nhá. À chị gì nhỉ, quên. Chị Kim Long. Lấy cái size 2XL là vừa cho em nhé. Chị Kim Long nhé. Cái này của chị Tam Nguyễn Thị Minh này. Đó. Chị lấy thì chốt cho béo. Rất là sang luôn. Họa tiết đẹp. Chất đẹp. Giá lại mềm nữa. Tự dưng các chị mua nhà em có chị rẻ được tận 150 lận. Con này là màu của hoàng gia, màu của vua chúa, người ta mới mặc đến cái tông màu vàng này các chị nhé. Nên là mỗi khi nha, lên cái tông màu vàng này là nó rất là sang. Họa tiết của vua chúa nó sang bậc nhất rồi các chị. Chị nào thích đi chùa, đi chiền hoặc là mai mốt đầu năm, đầu xuân năm mới, các chị mặc cái màu vàng này cho nó sang các chị ạ. Đó, sang hơn cả chữ sang. Đó, con này mặc đi chùa thì đừng hỏi tại sao nó đẹp. Đừng hỏi tại sao nó đẹp nhé, đi chùa mà mặc con này thì thôi rồi. Nó hội tụ đủ cái gì nhỉ. Thứ nhất là nó cũng giản dị. Thứ hai nó màu nó rất là sang. Sen là hợp với phong cảnh đi chùa cho em này. Trời ơi nó đẹp. Rất là đẹp các chị, chốt thì em mã sen nha. Sen vàng màu này, màu vàng của vua luôn đấy ạ. Đỉnh của chóp luôn. Chốt thì em mã sen vàng cho em. Cho bố cho xin miếng nước, bố ơi khát nước quá. Chốt thì em béo mã sen vàng này. Chị nào lấy chốt thì em mã sen vàng nhá. Em bán với cái giá cực rẻ luôn, 200k một sản phẩm. Các chị mua chỗ khác là giá cứ 350 một cái, rất là đắt luôn. Tự dưng mua nhà em để được ra tận 150 lận, tội gì. Mà em thấy lên những cái lô nhiều nhà, lên cái lô xấu mù xấu mịt cũng 200-300 nghìn, 400 nghìn một cái. Đây chị nào lấy con này chốt cho em màu hoa đào nhé. Màu này đi chơi xuân cho em cũng được này. Đó, đi chơi xuân này, đi chụp hình này. Mặc con này vừa nhã nhặn vừa lịch sự này. Hoa nó vừa xinh xinh thôi, nó không có to. Chốt cho em béo mã hoa đào các bác nha. Hoa đào này em còn có đúng 3-4 chiếc. Em tưởng hoa đào này không ai mua mà lại người ta lại mua không tưởng luôn. Thề với các chị luôn.
Đầu tiên em nhìn hoa đào và thôi chết rồi, hoa nhí này không có ai mua. Thế mà em bán cái hoa đào này gần hết các bác nhé, còn có 3 cái hay 4 cái thì thôi. Chốt cho em mã hoa đào. Bác nào lấy thì chốt cho em bé mã hoa đào các bác nha. Và cái màu hoa sen ấy là màu sang cực. Tết các chị đi lễ chùa cho em, đầu xuân năm mới các chị mặc cho em, nó sang hơn cả chữ sang luôn. Màu vàng là màu của vua chúa đấy, nó sang lắm. Nâu và sen vàng, chốt chị An An ạ. À. Ok, em chốt chị An An nâu và sen vàng. Nâu là cái gì nhỉ? Nâu là cái gì nhỉ? Chết rồi. Em lên mã nâu xong quên. Rồi em chốt cho chị An An nâu, em nhớ rồi. Cái là cái hoa nâu. Chị An An này. Đây nhá, cái nâu của chị An An đây là cái này nhá. Nó rất là đẹp. Cái này em bán gần hết rồi. Gần mấy cái là hết rồi. Sen vàng thì em vừa về. Sen vàng các chị cứ để dành đến gần Tết các chị mặc. Đi Tết cho em. Đây em chốt chị An An cái sen vàng đấy nhá. Nó dễ mặc lắm. Cái dàu suông này dàu rộng một tí cũng được. Đó, mặc rộng một tí cũng được. Rồi chốt chị An An này. Chị nào lấy nữa không ạ? Lá lung lấy em còn lấy chị một chiếc. Dạ ok, em cho chị Trang Nghiêm một chiếc này. Em chốt chị Trang Nghiêm một cái lá này. Ok, chị Trang Nghiêm. Đây của chị Trang Nghiêm. Màu nó lạ lạ cổ cổ. Rồi chị nào lấy hoa đào chốt cho em hoa đào nhé. Để em lên mẫu khác này. Mã hoa đào cho em. Một con xanh. Họa tiết của nó là bức tranh. Bức tranh phong cảnh Hồ Gươm. Bác nào lấy chốt cho em mã xanh. Một bức tranh phong cảnh Hồ Gươm nhé. Chị nào lấy thì chốt cho em béo mã xanh. Chốt cho em béo mã xanh 200.000 ạ. Chị nào lấy thì chốt cho em béo mã xanh 200k nhá. Nó đẹp như này đấy. Nó đẹp cỡ này luôn. Và bên dưới các chị nhá, là đây là các cô gái đang đi dạo quanh ở cái vườn hoa ở Hồ Gươm các bác nhá. Cái vườn hoa ở quanh bờ hồ đấy ạ. Đây là các cô gái nhá. Đang đi dạo quanh bờ hồ cho em. Và đây nó là cái hồ Hoàn Kiếm các bác nhá. Hồ Hoàn Kiếm. Hồ Hoàn Kiếm đây ạ. Đây là cái hình của cái hồ Hoàn Kiếm chụp từ xa xa. Và đây là quanh hồ là nó có những cái vườn hoa đẹp như thế này. Gọi là bức tranh phong cảnh các bác nhá. Đó, chốt cho em mã này, mã tháp rùa cho em, tháp rùa cho em này. Tháp rùa cho em nhé. Đây là một con màu xanh coban, chốt mã coban cho em, hoa chân nha, hoa chân. Màu xanh coban hoa chân, chị nào lấy chốt em mã hoa chân này. Chị nào lấy chốt em mã hoa chân, màu xanh coban hoa chân ạ. Bác nào lấy thì chốt em mã hoa chân 200k nhé. Hoa chân 200k cho em. Hoa chân 200.000 em. Cái màu này nó là cái màu xuất sắc luôn. Màu này là họa tiết của nó giống hàng thổ vô cùng luôn này. Đó, những cái hình này này. Trong hàng thổ người ta hay làm những cái hình như này các chị nhé. Nó đẹp cỡ này luôn. Nó sang lắm luôn nhé. Chốt mã hình cho em. Chốt mã hình cho em. Đó, bác nào lấy chốt mã hình cho em nhé. Hoa đào chốt chị Bạch Tuyết ạ. Ok, em chốt chị Bạch Tuyết này. Em tưởng là hoa đào không bán mà nhỉ. Chị Bạch Tuyết còn mà em chốt chị Trang Nghiêm rồi mà. Em vừa chốt cho chị cái lá rồi đấy. Vàng bao nhiêu ký vừa. Chị Thúy Nguyễn cho em xin vòng em nhé. Vòng ngực cho em để em xem chị vừa thì em lấy cho. Chị cho em xin cái vòng ngực của chị ạ. Vòng ngực của chị bao nhiêu nè. Sen vàng chốt chị Tam Nguyễn Thị Minh này. Tam Nguyễn Thị Minh này. Sen vàng này. Rồi chốt chị Tam Nguyễn Thị Minh cái sen vàng. Chị cho em xin cái vòng ngực để em lấy size nè. Các bác chị bán cái size nào thì bán được không? Riêng bán cái size nào bán được các bác ạ. Con này để Tết mặc cho nó sướng. Nó sang lắm các chị. Nó sang. Các chị đi du xuân hay đi chùa lễ chùa. Hoặc là các chị ở nhà các chị mặc cho em chúc Tết trong ngày Tết nó cũng đẹp nhé. Màu này là màu sang trọng nhất luôn này. Đó, sen vàng sang lắm luôn ấy. Màu của vua chúa mới mặc cái màu này đấy. Gọi là sang. Cực sang luôn.
Thúy Nguyễn ơi, Thúy Nguyễn lấy size gì? Nó có mấy size đấy. Hình cho Yến Nhi này. Hình này đẹp lắm các bà ơi, lấy hình cho béo đi. Hình chị có vừa không? Chị Kim Long ơi, cho em xin cái vòng eo vòng ngực của chị nè. Hình cho Yến Nhi này. Cho em xin cái vòng ngực của chị này. Chị ơi, chị cho em xin cái vòng ngực 110 đúng không? Ngực 110 để em xem là có 2x. Có 2x đấy chị. Thế thì chị vừa nhá. Chị gì Long ơi, chị Long vừa nhá. Cái này là của nó là cái này có size 2x này. Còn mấy cái kia nó chỉ có size 1x thôi. Cái này em bán còn còn size 2x. Còn những cái mã kia em hết size 2x rồi. Độc bà to big size rồi lấy size 2x. Hình đây các chị nhá. Cái này size 2x này. 2x này. 2x đây em 70 em 72 cân em mặc các bác nha. Đó, 2XL em mặc 27 quên 72 cân này, ngực thoải mái cho em nhé. Ngực của em 100 100 100 mà em mặc thoải mái và đang rộng đó các chị này, đó. Nó là đẹp thế đấy. Trời ơi, form này nó rất là xinh luôn. Chốt cho em mã hình nha. Chốt cho em mã hình sang dã man luôn. Cái này các bà nào bầu bí thích bon chen đến lúc đẻ cũng được thoải mái. Chốt cho em mã hình, bác nào lấy hình chốt hình cho em này. À ngực 90 thì Thúy Nguyễn lấy size L chị, ngực chị 100 chị thoải mái chị Kim Long nhá. Gì Thúy Nguyễn lấy cái gì? Dạ ok em chốt chị Kim Long, chị chỉ mặc size 1X thôi. Chị Kim Long này. 1X thôi, size XL thôi. Em mặc 2X còn đang rộng. Chị mặc XL là chị thích mặc 2X thì em bỏ 2X cho chị. Còn cái này chị mặc 1X là 100 là vừa. Còn hình gì không em? Còn nhiều hình chứ chị. Đen hình cô gái. Đen hình cô gái. Hồng nhung tóc. Đen hình cô gái là cái gì? À Hồng Nhung ơi. Dạ ok để em cho chị 2X cũng được. Rồi ok chị Kim Long. Cho nó thoải mái. Chị gì lấy đen hình nhỉ? Chị lấy mã hình nhé rồi. Rồi chị Kim Long này. Còn chị Hồng Nhung tóc đen hình cô gái. Chị Hồng Nhung tóc với hình cô gái nó không có đen mà nó chỉ có màu đấy thôi. Nha, chị Hồng Nhung tóc ơi, nó chỉ có màu đấy thôi. Chị lấy thì chốt cho em, nó chỉ có màu xanh xanh đấy thôi. Và màu vàng vàng. Chị Nhung tóc nha. Đâu rồi, em vừa vứt cái hình cô gái đâu rồi nhỉ. Chung quy lại nó chỉ có màu đấy thôi. Nó không có màu khác đấy. Chị lấy thì chốt cho em mã cô gái. Mã cái tháp rùa đấy. Trời ơi, cái hoa này nó đẹp. Đây các bác nha. Nó đẹp này. Chốt cho em mã này là mã hoa cúc cho em. Cái này hoa cúc các bác nha. Chốt xem mã hoa cúc các bác ơi, 200.000 đồng chốt em mã hoa cúc. 200.000 đồng chốt cho em béo mã hoa cúc các bác nha. Trời ơi nó đẹp, phải nói nó đẹp. Đó, đằng sau của nó đây. Đằng sau của nó đây. Đây là đằng sau là hoa cúc leo. Đằng trước là hoa cúc chùm. Chốt cho em mã hoa cúc cho em, đẹp dã man. Chốt cho em mã hoa cúc các bác nha. Hoa cúc cho em. Đây chị nào chưa lấy mã đỏ thì chốt mã đỏ này. Mã đỏ này nó xuất sắc dã man luôn. Mã đỏ nó đẹp hơn cả chị đẹp luôn này. Nó đẹp này. Con này mặc Tết cũng xinh nhá các chị nha. Tết các chị mặc cái này cho em. Đứng giữa nhà chúc Tết cho em. Đỏ cả năm. Cái này chắc em giấu một cái để em mặc Tết các chị ạ. Tết em chả có cái gì mặc đâu. Em nhìn này nhưng mà nghèo quần áo lắm. Con đỏ này đẹp nhá. Chị nào lấy chốt em mã đỏ phê luôn. Phải nói là phê luôn. Chốt cho em mã đỏ. Mã vừa giờ là mã hoa cúc. Mã đỏ, mã hoa cúc. Mã này là mã cam cho em. Cam này cũng là tháp rùa nhé. Nhưng cái kia là màu xanh, cái này là màu cam. Chị nào lấy tháp rùa cam này. Chốt em mã tháp rùa các chị nhé. Đây, nó đẹp cỡ này luôn. Và nó có cái hình cô gái đang đi dạo quanh bờ hồ các chị nhé. Các cô gái đang đi dạo quanh ngắm cảnh bờ hồ cho em. Là hình tháp rùa các chị nhé. Đây là cái tháp rùa đây các bác này. Đó, đây là hồ gươm các bác nhé. Hồ gươm tháp rùa. Chốt em mã cam. Chị nào lấy chốt mã cam cho em. Đây là cái đầm họa tiết vơ xác nha. Họa tiết vơ xác. Chị nào lấy chốt em mã này. Mã xích cho em ạ. Xích nha.
xích cho em 200.000 đồng một cái ạ. Chốt cho em béo mã xích. Chị nào lấy xích chốt cho em béo mã xích các bác nhé. Chốt cho em béo mã xích. Xích xích cho em, rất là đẹp, chốt xích cho em. Chốt cho em béo mã xích các bác nha. Chị ngực 110, thế thì chị lấy 2x là đúng rồi. Sau lưng chị, hồng nhung tóc sau lưng chị. Sau lưng chị là cái gì? Rồi ok, đây nhung tóc lấy cô gái đúng không? Vừa chị ạ. Xích em chốt chị Dương Phạm. Rồi em chốt chị Dương Phạm, ngực 110 chị vừa. Chốt chị Dương Phạm thì lấy 2x là vừa đấy. Chốt chị Dương Phạm này. Ôi, em buồn ngủ quá. Nãy em like mà tăng rồi. Chị nào lấy chốt cho em mã đỏ nhá, mã đỏ cho em. Xích em chốt chị Tam Nguyễn Thị Minh. Ok em chốt chị Tam Nguyễn Thị Minh cái xích này này. Đẹp lắm các bác ơi. Xích Hoàng Gia Tam Nguyễn Thị Minh. Chị xem mã cô gái ok, chờ em tí này. Tam Nguyễn Thị Minh này. Tam Nguyễn Thị Minh này. Đây cô gái đây. Cái này là suông nên là dễ mặc lắm nhá. Chị nào lấy thì cho em cái vòng ngực thôi, không cần báo size. Các chị cứ lấy cho em cái vòng ngực ra đây. Đây là em lấy size nhá. Kể cả mai các chị nào lấy nhắn tin trên Messenger, các chị cho em cái vòng ngực vào Messenger là chị em ơi ngực chị bằng này, em chọn cái đầm suông xem vừa với chị không thì chốt cho chị nhé, là em sẽ chọn, tự em chọn nhá các chị nhá. Đó. Thế bây giờ em cứ dơ lên bán theo cái hình chị, các chị cứ chốt đi xong các chị cho em cái xin cái vòng eo vòng ngực ấy, vòng ngực thôi không cần vòng eo, vào cái Messenger là em biết chị mặc được hay không nhá, để em còn xả nhá. Cô gái đây nhá, cô gái em xả 160 đây. Con này 200.000 của em xả 160 nốt này. Vòng eo 76 cho em, chốt mã cô gái các bác nha. Đó, cô gái đấy, con này là tắp ta các chị nhé, tắp ta. Chị nào lấy chốt cô gái cho em xả 160 này. Đó. Xả rẻ như gì luôn, chốt mã cô gái 160 cho em. Bác nào lấy chốt cô gái 160 cho em nha. Chị eo 90. Chị Thạch Thảo. Chị Thạch Thảo vừa chốt cái gì nhỉ? Chị ơi, chị chốt cho em cái gì thì chốt, eo 9 ngực... em không có lấy, nếu mà đầm suông em không có lấy số đo vòng em lấy cái số đo vòng ngực chị nhá. Vì cái suông ấy là cái vòng ngực nó to nhất, là cả cái ngực nó đúng là vừa, là cái bên dưới nó cũng vừa. Cái ngực cái mông nó sẽ bé hơn cái vòng, cái eo cái mông nó sẽ bé hơn cái vòng ngực. Mà cái phần này nó suông A bên dưới này, các chị chỉ cần báo cho em vòng ngực bao nhiêu là em biết các chị mặc size gì. Đây, suông nhá các chị nhá. Hoa này là hoa cúc cho em, mã hoa cúc cho em. Chị nào lấy chốt hoa cúc cho em. Hoa cúc cho em, cái mã thì em còn có mấy cái là hết nha. Cháy hàng cái mã vàng này luôn. Mã vàng cô gái, chốt mã vàng cho em này. Mã này bán chạy hàng thật, chạy khủng khiếp luôn ấy. Từ hôm qua nó không dám dơ ra, còn có mấy cái này. Cô gái nha, cái này là mùa xuân. Bức tranh mùa xuân cho em. Cô gái đạp xe đi trên đường này. Chốt cho em mã hoa đào này. Chốt cho em mã cô gái đi cho dễ chốt. Cái mã cô gái này em hết rồi, còn có một vài cái thôi. Chốt mã cô gái cho em. Chị nào lấy thì chốt mã cô gái cho em. Chốt em mã cô gái nha. Đây là cái hoa nâu to, chốt hoa nâu cho em này. Hoa nâu to, chốt hoa to cho em nhé. Rất là đẹp và sang. Rất là đẹp và sang, chốt em mã hoa to. Bác nào lấy thì chốt hoa to cho em. Bác nào lấy thì chốt hoa to. Hoa to này, con này hoa nâu chân, chốt hoa nâu chân cho em này. Con kia là hoa to, con này là hoa nâu chân này. Hoa nâu chân cho béo nhá. Đấy, nó đẹp này. Đẹp dã man, con này em bán gần hết rồi. Con này em còn rất là ít luôn nhá. Cái màu nâu này các chị thích này. Tại chị có biết là sao, cái màu nâu này các chị hay đi chùa ấy, các chị rất là thích mua những cái màu như này. Nó sang nhá, mà lên chùa rất là sang và đẹp, không ai có luôn. Chốt em ăn nâu, hoa chân. Đó, bác nào lấy thì chốt cho em. Chị mặc 2XL, ok chị. Phạm nở hết tiền rồi.
Em chốt chị Kim Long, mã cô gái Kim là chị Kim Long, cái này không có size 2X đâu, cái này em hết rồi, em còn có 2 3 cái size L chị không vừa đâu. Chị Kim Long hoa nâu chân. Cái này em chỉ có 1X thôi, em nghĩ chị cũng không vừa cái này. Cái này em có đến 1X thôi chị ạ. Em nghĩ chị không vừa mã này. Vì 2X thì bán hết rồi. Còn cái nào có 2X thì em báo chị. Chỉ có một cái sen ấy là có 2X thôi. Cái sen này chắc là có 2X này. Sen này mặc sang quá. Cái kia là em hết 2X rồi nha các chị nha. Đó, vậy em có từng đấy mã suông đâu, bác nào lấy thì báo em nhé, em hết mã suông rồi đấy. Hồng nhung tóc eo 83 ngực 96, chị chế lấy size L cho bé cũng vừa mà size XL cũng vừa. Chế hồng nhung tóc nhá, chế lấy size L hoặc XL đều vừa nha. Ô, người ai hỏi gì ấy, béo hủy like các chị nhá. Còn ai hỏi gì nữa không, em biết không, béo hủy like đây. Vừa giờ bà nào lấy cái cô gái này này, chốt cô gái cho em nhá. Đó, chị nào lấy cô gái chốt cô gái cho em. Em nghỉ like các bác nha, hôm nay em like đến đây thì em mệt rồi đấy. Hôm nay béo bán cho các chị là từ 1 giờ chiều đến từ 11 giờ chiều đến tận mấy giờ nhỉ, 4 giờ béo nghỉ, xong bây giờ béo lại like. Béo like từ 9 giờ đến 11 giờ, 9 đến 10 giờ. Mới like có 2 tiếng thôi nhưng mệt rồi các chị. Mệt thực sự rồi nên là em nghỉ. Con này chị nào lấy em xả 100k mã chữ nhé. Con này chất nó dày dày em xả 100.000 này. Chị nào lấy chốt mã chữ 100 cho em. Chốt cho em mã chữ 100. Đó. Mã chữ 100 cho em. Eo từ 65 đến 85 các chị mặc cho em nhé. Các chị nhiều chị mua ở nơi khác các chị biết giá rồi. Những cái đầm suông là toàn bán 350 thôi. Em béo bán cho các chị giá 200 là em không có 1.000 lời nào đâu. Nếu các chị tranh thủ mà mua. Thật sự là những cái bức tranh nó đẹp như thế này, các chị mua nhà khác với cái giá 350. Nhà em bán 200.000 bớt được hẳn 150 lận. Mà để họa tiết đẹp, chất lụa bao phê luôn. Chất lụa cao cấp nha. Đó. À, các chị nhớ cho để ý cho em cái cổ này. Cái cổ em làm nó rất là êm mà nó tròn đều luôn. Nhà có nhà họ làm máy cổ đến tận đây này, nó bẹt vào cái này này. Rồi lúc các chị bẹt đấy là cổ thuyền đấy cũng được, nhưng mà mặc nó sẽ thò cái eo con rất là xấu. Thứ hai, những cái cổ này nó không có tròn đều, nó cứ méo xẹo luôn, xong là nó rúm gió cho nọ rúm gió kia, nhìn không mê được. Đó, đó là em để em bảo các chị để ý cái cổ. Nếu cái cổ mà nó méo như thế đừng mặc. Có cái áo đẹp nhất có cái cổ, mà cái cổ nó nhìn nó, người ta nhìn vào cái cổ đầu tiên mà cái cổ nó xấu thì cả cái áo nó xấu luôn. Đó, em xui các chị nhá. Mua áo các chị để ý cho em cái cổ. Rất là đẹp như này. Bức tranh. Trong đó em béo bán cho các chị có giá 200.000, các chị còn không mua. Nhiều chị đi mua chỗ khác 350. Xong vào đây bảo chứ em ơi, chị đi mua nhà người ta một chiếc cũng được miễn ship. Em nói thật các chị, người ta cộng lên tận 150 tiền lời rồi thì người ta miễn ship cho chị 4-5 lần như thế cũng vẫn là bình thường. Còn em đâu có được lời đâu mà em miễn ship cho các chị, đúng không? Em không có được lời. Đó, nhưng mà các chị nào mà mua 1 triệu trở lên em vẫn ưu ái, em miễn ship cho các chị. Hoặc các chị đơn trên 500 chuyển khoản em vẫn miễn ship cho các chị nhá. Chứ đơn dưới 500 chuyển khoản thì các chị vui lòng cộng thêm 15.000 tiền ship cho em, vì em không có được lời mấy đâu các chị. Em bán một cái đầm cực phẩm siêu phẩm này em bán cho các chị với cái giá 200. Còn trong đó người ta bán 350, người ta bỏ thêm có 30.000 tiền ship nữa thôi thì người ta vẫn trừ đi rồi, người ta vẫn được 320, người ta vẫn lời hơn em rất là nhiều. Nên các chị phải biết, các chị là người thông thái, các chị mua hàng các chị phải biết mua và biết so sánh chất lượng và giá cả, và kể cả cộng ship hay miễn ship đi chăng nữa thì nó vẫn là rẻ nhá. Miễn ship như thế chứ miễn ship nữa nó vẫn là rẻ nhá, em nó vẫn là rẻ luôn. Em có cộng với các chị 30.000 tiền ship tính ra vẫn chỉ có 230 thôi, các chị rẻ được tận 120.000 vẫn là rẻ. Đó nào, con hoa đỏ này nhức cái nách luôn, chốt cho em béo mã hoa đỏ nha. Thôi béo không lên suông nữa, béo lên những cái dòng này vậy. Đang buồn ngủ đây các chị. Hoa vàng đuôi cá, con này em bán 140, bác nào lấy chốt hoa vàng đuôi cá cho em nhé. Hoa vàng đuôi cá 140 này, có đủ size, chị nào lấy thì comment cho em vòng eo để em lấy size các bác nha. Hoa vàng chất của nó này, rất là đẹp như thế này, kim tuyến nhé. Chốt em mã hoa vàng, 140.000 mã hoa vàng cho em, kèm size cho em này. Bác nào lấy thì kèm size cho em. Con này là mã xanh cho em nhé. Con này là mã xanh, đuôi cá dáng dài, đẹp như thế này. 140.000 mã xanh cho em. Chị nào lấy xanh chốt xanh kèm cho cái vòng eo nhé, để em lấy size các chị nhé. Kèm cho em cái vòng eo để em lấy size cho các chị. Ôi ôi nó đẹp, 140.000 thôi. Nào còn chị nào hỏi gì nữa không, béo like đến đây, béo nghỉ đây nha. Mai béo like tiếp, trên này béo mệt rồi đấy. Béo like một ngày cả chục tiếng rồi. Chữ nha em, chị Phạm Nở.
Cái này chất nó hơi dày, các chị để dành mùa thu mặc nhá. Em bán cho chị Phạm Nở này, 100.000 này. Em có viên mà chị Phạm Nở này. Rồi em cảm ơn chị Phạm Nở. Các chị mua nhà khác không bao giờ có giá này luôn. À chị xem áo sen ok chị Thạch Thảo. Em buồn ngủ rũ cái mặt rồi. Em hai like 2k các bác ạ. Em là con trâu con bò. Em like 2k hoa sen à. Ok chị hoa sen đây. Các chị mua cho em đi. Tết các chị mặc cho em đi lễ chùa, đi chúc Tết đầu xuân. Rồi các chị mặc cho em chụp hình, nó đều đẹp hết nhá. Các chị mặc cái gì nó cũng đứng ở chỗ nào nó cũng đẹp, vì nó là màu hoa sen rất là dễ mặc. Và cái này nó họa tiết màu vàng ấy, màu vàng của màu của vua nên nó rất là sang. Đó. Nó sang lắm luôn. Các chị đi chùa cho em, đi du xuân ấy. Đó, các chị mặc cho em. Còn đẹp hơn chị, các chị mặc một cái áo dài. Các cái áo dài thì đúng là nó đẹp thật, nó eo ót thật, nhưng mà không phải là ai cũng mặc được. Cái áo dài người nào phải eo nhỏ mặc mới đẹp chứ. Chị em mình ví dụ như cái eo bánh mì, eo 85 90 mặc áo dài nó xấu lắm, mặc cái này cho em nó giấu được bụng nha các chị nha. Mà các chị đi ăn thoải mái này. Đi du đi xuân thoải mái, đi đâu cũng được, làm cái gì cũng được, đi chơi, đi ở nhà, đi chợ, đi tiệc lớn cho em cũng xong. Nhưng cái áo dài thì các chị chỉ mặc được mỗi lúc đi tiệc thôi. Còn ngoài ra các chị không đi được đâu. Về mặc nó vướng, nó khó chịu lắm. Những con đầm suông này các chị mặc thoải mái cho em, ở đâu cũng mặc được. Đó, nó tiện dụng cái chỗ đấy. Nó mặc được ở nhiều nơi, nhiều chỗ. Chỗ nào các chị cũng mặc được. Đi chơi xui ra, rồi đi du lịch với bạn bè, rồi đi chụp hình tự sướng. Nói chung là cái gì các chị cũng mặc được cái con này cho em. Nó dễ mặc lắm. Còn áo dài thì chỉ có mặc được mỗi cái ngày lễ hay đây đám cưới, đám xin các chị mặc thôi. Còn bình thường ai lôi áo dài ra mà mặc đúng không? Đấy, cái sen vàng nó rất là đẹp. Chị lấy sen vàng, chốt cho em mã sen vàng nhá. Đẹp dã man luôn, em nói rồi. Suông các chị mua nhà khác giá, các chị nhiều mua nhiều nơi các chị biết giá mà. Như cái chất suông này là suông lụa cao cấp của em nhá. Cái này là em mua 100, mua bên chợ nhà em nó rơi 120.000 một mét. Mà cái suông này em của em rơi 1m6, 1m7 một cái suông nhá các chị nhá, suông to. Đấy, các chị về phải biết phân biệt chất vải nhá. Nhiều chất vải, coi như là nó cũng là chất vải lụa. Các chị thích cả làm cái suông 100.000, 200.000, em cũng luôn làm được cho các chị luôn. Đó, nhiều loại lắm. Nhưng cái loại này là loại đắt tiền của em. Đây, sen chốt sen nồn này nhờ. Chị nào lấy xỉ là 180, mà lấy lẻ là 200 nhé. Dạ ok chị Thùy Dương. Rồi em gửi luôn cũng được mà có sao đâu. Gửi luôn cũng được, rồi lúc nào chị chuyển khoản là em hủy cốt được mà. Lúc nào chị chuyển khoản em hủy cốt. Đây đỏ này. Đây đỏ này. Trời ơi nó đẹp. Đó, bác nào lấy thì chốt nha. Đấy, em lên mã đỏ cho các chị này. Suông này thì phải các chị nghiện luôn, nó thật là nghiện luôn. Đây còn cái này chốt mã xanh thì em bức tranh Hồ Gươm nhá, bức tranh Hồ Gươm cho em, Hồ Hoàn Kiếm ấy ạ. Bức tranh Hồ Gươm, Hồ Hoàn Kiếm. Chị là toàn em toàn đi, em toàn đi đơn xong đến lúc đơn gần đến nhà chị rồi chị chuyển khoản em lại hủy cốt mà. Em lại hủy cốt cho chị luôn mà. Đây Hồ Hoàn Kiếm nhá, bức tranh phong cảnh Hồ Hoàn Kiếm nhá. Có các cô gái đang đi dạo quanh bờ hồ nhá. Đấy, chị nào lấy thì chốt cho em. Em dơ lên thế, chị nào thích mẫu nào chốt cho em nhé. Chốt cho em mã đen nhé. Đen này. Bức tranh chim chỉ cho em nhé. Bức tranh chim chỉ này em còn vài cái hết hàng thôi. Em hết hàng rồi, em có dám bán cái bức tranh này đâu. Vì là cái này nó hết hàng rồi. Trời đất ạ. Các chị mua nhà khác thì chết tiền luôn. Chứ mua nhà em thì nó vừa đẹp, nó vừa rẻ. Đó, chốt cho em nhé. Hôm nay em về mấy cái mẫu hoa hồng này chị Thùy Dương có lấy không? Này. Đó, hoa hồng đấy. Hoa hồng này. Hoa rêu này, hoa hồng đen này, chị có lấy thêm cái mã nào lấy này. Nó đẹp này. Ồ, từ nay đến một tháng nữa em về toàn có mẫu đẹp thôi các bác ạ. Em tiền có về mẫu đẹp thôi các bác. Màu vải em chọn các chị biết không? Nếu mà mua chính thức ở bên Ninh Hiệp chợ nhà em ấy thì những cái vải nó rất là đắt, nó đắt gấp 3 lần cái vải này em đánh từ Trung Quốc về nha. Cái vải này em đánh từ Trung Quốc về được giá rất là mềm thôi nha. Tỷ dụ cái vải này ở Việt Nam nó bán 90.000 một mét thì em sang Trung Quốc thì em đánh về nó chỉ hơn 30.000 một mét thôi thì em mới làm được cho các chị giá rẻ như thế này. Còn nếu không á, ở Việt Nam là các chị mua cái giá đấy làm sao mà ra được cái vin Form O này là ra 160.000 được các bác, đúng không? Vì nó rơi tận 90.000 một mét rồi. Cái Form O của em nó ra 2 mét mấy luôn các chị nhá. Nó gần ra bằng cái vin ly đấy. Thế mà em bán cho các chị có 160.000 thôi, rất là rẻ. Đó, em hôm nay về thêm được mấy cái mã này. Bác nào lấy thì lấy, em cũng hết rồi. Mã hoa đen này em cũng hết rồi các bác này. Mai kia em về thêm thôi chứ này dị hiện giờ là hết rồi. Đẹp dã man. Đấy, bác nào lấy thì báo em nhé.
đẹp nhất cái nách luôn. Em like lại một tí nữa rồi em lên mã nâu này, đó, zoom nâu nhá. Rồi em nghỉ like nhá. Hôm nay em like 2 tăng em hơi đuối sức một tí. Có một mình đây, chiều còn có mấy bé nó chốt cho đơn, bây giờ thì có mình vừa like vừa chốt, phê hết cả cái người luôn. Phê hết cả cái người luôn, đó. Bác nào lấy thì tự chụp hình cho em nhé. Em có quay lô trên cái trang Facebook chính của em đấy. Facebook chính của em nó khóa em hơn một, phải đến 3 tháng nay nó khóa liên miên luôn các chị. Vì cái tội em đăng bài phốt của ông bà thôi mà nó bảo em vi phạm cộng đồng, nó khóa em mấy tháng nay rồi. 3 ngày nữa là nó thả khóa em. Nó thả ra, nó không cho, nó không khóa nữa, nó cho em, nó nhốt em mà 3 tháng nay em không cho em like, không cho em làm gì cái trang Facebook chính luôn. Chỉ có đăng hình, mà đăng hình thì chỉ một mình em thấy thôi, khách không thấy. Khách không thấy luôn. Khổ thân em. Bây giờ em chỉ like được fanpage là thôi, chứ ngoài ra Facebook chính của em nó khóa suốt. Facebook chính coi như bỏ. Chỉ có chụp hình vớ vẩn vẩn thì được, chứ còn đó, chị nào lấy thì chốt cho em nhá. Bây giờ em nghỉ like các bác nhá. Bây giờ em nghỉ like. Mai chị nào lấy mẫu nào thì inbox cho em, mà chị nào khách mà chưa chuyển khoản, à quên, chưa cọc thì cọc cho em để mai em đi đơn các bác nhá. Còn màu khác không chị? Đầm xuông vàng còn màu khác không chị? Đây vàng còn màu này nữa này. Vàng còn màu này nữa này. Đó. Còn màu cô gái này nữa này. À, Mai Bảo Thanh lên thổ cẩm đi chế ơi. Bánh bèo có sai không chị? Không có sai. Bánh bèo free size. Hoa nhỏ là tay dài hay tay ngắn? Tay ngắn nhé, phạm nở nhá. Bây giờ béo đang bự định đi ngủ đây. Mấy cái này của nó là free size mà các chị. Mấy cái bánh bèo này xuông xuông. Ở quên cái form này là chun eo co giãn. Size M, L, XL các chị mặc cho em. Đó, nó free size các chị nhá. Những cái này các chị mà mua ở Việt Nam thì thôi, nó ra 2 mét hơn 2 mét ra 180.000 tiền vải rồi. Nó ra 200.000 tiền vải rồi. Các chị đi may, đi may chỗ các chị thì em không biết, chứ chỗ em nó rơi vào đến 300.000 tiền công đấy. Chỗ nào rẻ nhất cũng 250 đến 300.000 tiền công. Một cái váy thành lên cái váy thành 500, nó rơi vào tầm 500, hơn 500 tiền công với tiền vải. Trong đó em béo bán cho các chị có 160.000. Các chị biết không, nó rất là rẻ luôn. Nó rẻ cực kỳ luôn. Đó, vải em đánh tận Trung Quốc là nó rẻ cho các chị, chứ ở đây thì chết tiền. Ở đây thì chết tiền đấy. Vàng em còn màu đấy, đấy chị lấy thì chốt cho em nhé. Hoặc là lấy cái cam này nữa này. Cam này nó có cả màu xanh nữa. Đấy. Chị nào lấy thì chốt cho em nhé. Thôi em nghỉ like đây. Bác nào lấy thì chụp hình inbox cho em nghỉ like đây. Hôm nay em like đến đây thôi, em đuối quá rồi các bác ạ. Em đuối lắm rồi. Em nghỉ nhá. Thank you của nhà đã ủng hộ em nhá. Mai em sẽ, nếu mà chốt đơn xong trong ngày thì tối mai em sẽ lên cho các chị nữa nha. Rồi em cảm ơn cả nhà đã ủng hộ béo ạ. Chúc cả nhà buổi tối chúc cả nhà ngủ ngon nhá. Em nghỉ like đây ạ. Buồn ngủ quá rồi các chị.